người được xin cho các thiền được an nghỉ trong gia quyến cả thầy. Sa thủ lành thai tiên ngự trên hư không rõ thâm, mọi thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cu sa la cam mang cách thất bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng ca tăng dê sạch ta sanh nhi nô ạch thi dê cha sạch ta a sanh nhi nô ca tăng buồn nhà pha lăng mây hăng sập bê pha ghi pha hoàn bù tê về tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng buồn nhà pha lăng ma già về cha ta tha na cha nan ti đề qua gạnh tòa ni quê đã dùng sắp bề lô cầm hi về sắp ta chỉ quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuần năng phổ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quỷ ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng quá ta mê buôn nhang a sa quắc kha gia quá hàng hồ tố, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Người hàng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng chất phát, ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng, như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi quan trải, không giận hờn quan thù, đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thụ, giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn, không ai nhiễm dục trần thoát
ly đường sanh tử. Dạ con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức. Dạ con xin dâng mít lại cho Ngài để Ngài điều hợp chương trình hôm nay. Dạ con xin dâng mít đến Ngài. Thì vi giới Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhục bình kính chào đạo tràng. Và đạo tràng có nghe được âm thanh nhục bình không? Cho nhục bình xin một tín hiệu ạ. Trần đạo ơi, có trước máy không Trần đạo? Dạ Nguyên Trang, hồ Nguyên Trang có trước máy. Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn Trần Đạo. Dạ nếu Trần Đạo cầm mic được, kính mời Trần Đạo thay mặt đầu tràng cung thỉnh Pháp Sư. Dạ mời bằng tay Trần Đạo ạ. Dạ Trần Đạo ơi, có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ đạo tràng có nghe thấy bàn tay Trần Đạo quý vị. Nguyên Trang có thấy bàn tay Trần Đạo không? Nguyên Trang ơi. Ồ vậy là mời Nguyên Trang nha. Dạ mời Nguyên Trang thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư nha Nguyên Trang. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma De Sanaya Janagatha Brahmachalokathipati sahampati katanchali antiwarang aya chatha santi tasaktaparachakkachatika deise tu thammang anukambimang bacang sakthammaferin winayan chakayan suttan chapantham apitham Bacamang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye parisa Yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhóm vườn lọc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh Ngài Liễu Tông cầm mic để Ngài có thể thử âm thanh nè. Và con kính dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pa Quá Tô Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa
Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa Chư Cần Chư Hiền Nam, xin lỗi trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chuông rồi rõ. Nam mô Thầy Gia. À, Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, âm thanh của ngài rất là nhỏ rõ ạ. À, dạ con rất tri ân ngài. À, dạ sao hôm dạ hôm nay là giờ sinh hoạt Phật pháp do ngài Liễu Tông sẽ trả lời những câu hỏi về Phật pháp, về vấn đáp quý cô chú Phật tử có những thắc mắc gì về trong tuần qua có thể đưa câu hỏi lên hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể giơ tay lên đặt câu hỏi trực tiếp với ngài. Có thể chết chat trên màn hình và Nguyên Trang sẽ đọc những câu hỏi ạ. Và con kính mời đạo tràng cùng tham gia vấn đáp ngày hôm nay ạ. Dạ con không biết đạo tràng có câu hỏi không ạ. Cô Như Quỳnh có câu hỏi không cô? À, dạ con kính dạ con kính cẩn mít lại cho cô ạ. À, sa thú. Dạ sa thú, sa thú, kính cảm ơn Nguyên Trang. À, Nhật Quỳnh cứu vào Nguyên Trang nha, nếu được thì Nguyên Trang tiếp tục nha. Dạ cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy Gia. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ bạch ngài, hồi trưa này con nghe một cái đoạn video, con trong lòng con có một chút thắc mắc, nhưng bây giờ chưa có ai mở hàng, con xin mở hàng để con hỏi trước, để mong rằng trong đạo tràng nóng máy lên để có nhiều câu hỏi trong giờ của ngài. Dạ bạch ngài, con nghe một cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu lần thứ 6 ở chùa Bằng Pháp, và nói chung là câu chuyện rất là dài của một vị Phật tử nói về lúc mình còn trẻ mình hư hỏng, mình tạo rất là nhiều cái ác nghiệp. Trong cái ác nhiều ác nghiệp đó có một cái ác nghiệp là tách đôi, một cặp người ta thương yêu nhau thật tình, rồi mình dùng cách này cách nọ để mình chiếm cho được người đàn ông đó, và cuối cùng thì cặp đó đã tách ra, và người nữ đó thì đã cắt cổ tự tử. Và sau đó thì cái người thanh niên đó lại gặp cái cô này, thì cô này năm lần bảy lượt từ chối, và cuối cùng anh ta tới, cuối cùng là anh cũng cậu nói thẳng luôn là cậu ngày mai là có người tới dặm ngõ rồi, nên cậu không thể cho ảnh tới nhà. Nha, nên là câu chuyện nó là nặng nhất. Thì sau này cô này tới chùa Bằng Pháp và thưa thật hết những cái chuyện, qua nhiều khóa tu thì đã thưa thật cái chuyện mà cái vị này làm tội lỗi như vậy như vậy như vậy. Nhưng mà cái đúc kết á, dạ cái đúc kết mới cái quan trọng á, thì con nghe một cái vị thầy á, thì khuyên cô này thì làm trai tăng để giống như tu niệm Phật mỗi ngày thì hồi hướng cho cái vị đó. Và khuyên cô này cố gắng tu niệm Phật A Di Đà để được sanh lên cõi A Di Đà. Câu hỏi của con á, dạ, câu hỏi của con là bạch ngài, mình tạo nhiều tội ác mà mình hồi hướng hay này kia nọ thì con thấy đồng ý, nhưng mà cái mà mình tu tập để mình lên cõi Di Đà như vậy mình đã thoát được khổ chưa bạch ngài? Dạ, và cõi Di Đà thì có thật hay là không, và nếu mà lên được cõi Di Đà rồi á, rồi mình có trở lại cái trần tục này hay không bạch ngài? Dạ con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy cho con để con có thể tu tập cho bớt khổ và bạch ngài. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch Thưa Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Cõi nào đó thì chúng tôi không biết, cõi không thì chúng tôi không có biết. Nhưng mà trong các cõi, 36 cõi trong kinh điển Nam truyền thì cõi nào cũng, nếu mà chưa đắc thánh thì vẫn phải rớt xuống. Căn bản của nó là bốn đường ác đạo cả, không có cõi nào mà chạy khỏi đó. Còn cái chuyện mà mình làm phước, mình hồi hướng đó, cũng không chắc gì người đó ta nhận được. Bởi vì mình không biết mình làm phước có nó có đúng hay không. Đúng thì phước nó mới nhiều, mà không đúng phước nó không có năng lực. Thành ra rất là khó khăn. Cái quan trọng bây giờ là mình cố gắng mình tạo thiện pháp. 10 trong 10 phương pháp tạo phước đó, hay là 10 thập thiện nghiệp đó, mình ráng cố gắng làm tối đa thôi. Chứ còn cái chuyện mà mình gieo nghiệp ác thì bảo đảm là mình còn luân hồi ngày nào thì nó dẫn theo, nó làm như thường. Và ngay cả mình đắc qua thánh đi nữa, nó dẫn theo được như thường. Bằng cớ là ngài Mốc Hanh La Ná là đệ nhất thần thông, nghĩa là đại đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật đó. Nghiệp nó theo kịp, nó vẫn bầm như thường. Thành ra cái nghiệp ác mình làm rồi đó, mình đừng hy vọng mà nó quên mình, nó không có quên đâu. Cái thằng cha đó, thằng cha tôi là nghiệp đó, nó nhớ dai lắm. Thành ra cái quan trọng cái là mình ráng cố gắng mình tạo thiện pháp để mình chạy hoài. Thiện pháp nó có cơ hội nó cho quả, lúc nào là mình chạy hoài thì hy vọng ác pháp nó theo không kịp. Mà hoặc nó theo kịp thì nó theo kịp cái lúc mà mình đã đắc tứ thánh quả rồi, tức là theo cái kiếp chót mà thôi. Thì nó có nợ mình thì mình cũng còn lưng hồi, nên là không sợ cho nó lần cuối cùng. Nhưng mà trong cái hiện tại mình, nếu mình tạo cái nghiệp mà liên quan tới cái ngũ nghịch đại tội đó, thì cái đó mới là khủng khiếp. Còn những cái nghiệp thường mình làm, mình có thể làm, nhưng mà đắc đạo quả vẫn có khả năng nếu mình gặp được cái vị mà có đầy đủ khả năng để giảng giải cho mình, và cái người nó biết được cái thiện nghiệp của mình. Còn nếu mà mình không gặp được cái vị đó thì những cái thiện nghiệp mình làm nó có thể giúp mình chạy thôi, chứ giúp mình trốn không được, trốn không được. Trong quá khứ có nhiều cái vị mà làm ác rất nhiều, nhưng vẫn có khả năng đắc đạo quả như thường nếu mà gặp được những cái bậc thứ thiệt. Chứ còn cái bậc thứ giống giống như bây giờ thì không có gì bảo đảm cả. Ví dụ như ngài Ankulimala chẳng hạn, ngài sát sanh rất nhiều, nhưng mà cái sát sanh đó thuộc loại thường chứ không loại ngũ nghịch đại tội. Nếu mà cái vị cuối cùng mà ngài Ankulimala mà theo kịp á, tức là bà già đó, thì kể như là ngăn cấm đạo quả liền. Hay là vua A-xà-thế đó, bởi giết cha thành ra gặp Đức Phật vẫn không thể đắc đạo quả được, dầu rằng Đức Phật nói là đã đầy đủ ba la mật rồi. Thành ra cái chuyện quan trọng làm sao tạo rất nhiều thiện nghiệp để cho các nghiệp nó đừng theo. Trong nhiều kiếp thì hy vọng đắc đạo quả, khi nó theo kịp thì có thể giúp đỡ được mà thôi, chứ còn nếu không rất là khó. Còn cái chuyện hồi hướng phước báo thì nói chung là cái hậu quả mà người ta nhận được, kết quả là nhận được đó, nó rất là khiêm nhường. Nó không có tự giống như mình tưởng, mình hưởng phước báo tới không có đâu. Trong tất cả các loại mà chúng sanh, nó chỉ có loại ngạ quỷ là nhận trực tiếp thôi, và một vài loại khác thì nhận bằng cách trì hỷ phước báo, tức hoàn hỷ đó, phước báo thôi, chứ không phải ai cũng nhận được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình bố thí mà muốn phước báo tới người đó đó, thì cái ít nhất là phải là tăng chúng, chứ không phải là một hai người. Một hai người phước báo rất là nhỏ, không có tới đâu, rất là yếu. Mà bây giờ mình nói mình thật sự đâu gặp được tăng chúng phải dễ. Cái tăng chúng đây là mình nói tới thánh tăng đó. Thì may ra, chứ còn phàm tăng đó thì cũng có phước, nhưng mà cái phước nó không đủ năng lực để nó giúp những cái người mà hơi cõi xa đâu. Thành ra cái quan trọng là giờ nên tạo thiện pháp, chính mình nên tạo thiện pháp đó. Tập thiện nghiệp hoặc là 11 trong 10 phương pháp tạo phước tạo cho rất nhiều, để nó có năng lực để nó giúp mình chạy tới hoài, cho nó theo không kịp, cho tới khi nào mình đắc được đạo quả thì cái nghiệp xấu đó nó theo, thì cái kết quả nó rất là ít. Nam mô Bố Thầy á.
Nam mô Bích Thay giá. Dạ con đã thấy cô Nhật Quỳnh sa thú kính tri ân ngài. Dạ kính chào chú Kinh vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con mời kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi thì con có một câu hỏi, có một thắc mắc ạ. Kính thưa ngài, cái này con thường á ở trong room á con nghe ngài ngài nói á để thấy hồi lúc trước á mỗi lần con thiền á thì con không có nghĩ tới, nhưng mà con không biết là khoảng sau này, khoảng vài ngày sau này đó, thì mỗi lần con ngồi xuống con thiền á thì con cứ nhớ cái câu của ngài nói là khi mình thiền mình nhắm mắt lại, mình theo dõi hơi thở, mình theo dõi cái phòng xẹp, mình theo dõi hơi thở, quý vị đừng có nghĩ, cái đó là thiền. Thì khi mà con, mỗi lần con ngồi xuống á, là nó cứ văng vẳng cái câu đó trong trong đầu con rồi, cái tâm nó hỏi, vậy cái gì là thiền? Dạ kính thưa ngài, vậy thì ngài có thể giảng giải cho con được hiểu rõ. Tại vì con có thắc mắc nên con ngài có thể giảng dạy cho con rõ. Thì con cũng ngồi quan sát, thì khi mà con quan sát thì cái tâm nó cứ đặt câu hỏi hoài à. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tổ hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là đa số là chúng ta chỉ tập niệm chứ không phải tập thiền gì cả. Bây giờ thiền nó có cái quy trình của nó. Thứ nhất á, thiền nó nếu mà chia làm là công việc làm của tâm, nó chia có hai loại. Loại thứ nhất là mình gọi là Samatha Bhavana, tức là tu tiến về định, và thứ hai là Vipassana Bhavana, tu tiến về tuệ. Đó. Thì kể tu tiến về định là nó có một trong 40 đối tượng, và tu tiến về định thì nó có 72 đối tượng tất cả. Thì khi nào mình quan sát đúng mức và hiểu rõ đúng cách của nó đó, hiểu rõ đúng cách là như thế nào, với chữ thiền đó, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó, là quan sát đối tượng, quan sát dính chắc cái đối tượng đó, quan sát đối tượng. Thứ hai là tiêu diệt các phiền não, là cái nhân mà đưa tới cái sự trộn rộn của tâm. Thì cái thứ nhất là thiền chỉ, thứ hai là thiền minh sát. Thì bây giờ đó mình nói mình ngồi thiền đó, hoặc mình có đủ khả năng để quan sát cái đó chưa? Đó. Mình nhìn cái hơi thở mình nhìn có đúng chưa? Mình nhìn cái phòng xẹp mình có nhìn đúng chưa? Bởi vì cái phòng xẹp đó nhìn mà đúng mức là mà thấy là thấy cái gì? À, cái câu mà của một vị thiền sư ở trong trường thiền của ngài Masi đó, khi mà chúng ta hỏi là khi mà mình nhìn cái vùng phòng xẹp, mình quan sát cái phòng xẹp, mình quan sát để thấy cái gì, thì cái vị đó trả lời là Chitta chá hoa vô tha tụ, tức là thấy trạng thái của chất gió phát sanh do tâm. Mà bây giờ cái sự hiểu biết mình về chất gió phát sanh cho tâm, chất gió phát sanh cho cái khác mình có biết chưa, phải không? Chứ không phải mình rồi mình nói mình quan sát phòng xẹp rồi mình niệm phòng à xẹp bà là mình thành thiền, không phải. Cái đó chỉ là tập cho cái niệm mình nó có năng lực trong việc nhận bắt đối tượng mà thôi, và cho tất cả mọi trường hợp khác đó. Còn thiền, mình nói thiền quán là gì? Thiền quán nó có ba cái chi, tức là Atabi Sampachano Satima. Ba chi đó làm gì? Tức là quan sát những vị xuất hiện từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rồi mình phải có tuệ để nhận biết cái sự phản ứng của tâm đối với các đối tượng đó. Mà nếu mình không làm được cái đó thì không thể gọi là thiền được. Bởi vì khi mình nhận diện được cái đó đó, mình mới có thể mình diệt, đè được phiền não, mình mới có thể làm chuyện khác được.
Còn mình nếu mình dựa vào cái tánh mình để mình niệm một trong bốn cái đề mục á, thì khi nào mà cái tâm mình nó bắt dính trong đó, dính lúc nào, dính là khi nào ục hạ niêm mít tạ phát sanh kìa, thì lúc đó mới gọi là dính. Chứ còn mới đầu thì mình chưa dính, mà một khi mình chưa dính thì cái đó chỉ là niệm thôi, chứ làm sao là thiền được, phải không? Bởi thiền là phải quan sát mà nắm chặt đối tượng trong nói tiếng nào đó, mình quan sát rồi mình buông rồi đối tượng, cái tâm mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình dẫn đếm 1 2 3, một cái vô 2 ra gì ông sùm đó. Nói cái chuyện mà mình quan sát hơi thở đó, nói hơi thở dài với hơi thở dài, đa số quý vị mà từng hành hơi thở, chúng tôi có thể gian tiên là quý vị không hiểu hơi thở dài là như thế nào, thì mình đừng có bao giờ mình nghĩ là mình đang hành thiền cả. Tất cả những trường hợp mà chúng ta đã nói cho quý vị nghe đó, tại sao có chỗ phòng xẹp, có chỗ là bút thô, chỗ sống ma rẳng, cái đó chỉ là phương tiện chứ không phải là thiền. Thiền là nhớ chuyện đó, phương tiện để làm gì. Ví dụ mình nói mình hành thiền bắt đầu từ chỗ nào, ví dụ như bây giờ chúng ta từng thí dụ là con đường đi Huế, bến xe bắt đầu là từ ở Sài Gòn. Bây giờ mình đang ở Vũng Tàu, hỏi ông thiền sư, mình vô gặp thiền sư, nó con muốn đi Huế, thì ông chỉ đi vô Sài Gòn trước bằng cách là phòng à, xếp à. Bây giờ cái người thứ hai không ở Vũng Tàu mà ở Cà Mau, bây giờ cũng muốn đi Huế, thì ông không thể nào chỉ phòng à, xếp à được, mà ông chỉ là bút thô đi. Thật sự bút thô chỉ là con đường đi từ Cà Mau tới Sài Gòn mà thôi, chứ không phải là thiền. Lúc đó chưa là thiền gì đó, một cái phương tiện đi tới đó. Khi nào mình đi tới đó, mình leo lên tới bên xe, mình leo lên rồi đó, thì lúc đó mới gọi là bắt đầu của tứ niệm xứ, tức là Avatabi Sambachano Satima, mới bắt đầu mà thôi. Nhưng mà chính thức được gọi là thiền minh sát khi nào mình nhận diện được danh sắc kìa. Bởi cái tệ thứ nhất của thiền minh sát là tệ thấy danh sắc, mà mình chưa thấy danh sắc thì mình nói mình thành thiền minh sát là nói chơi chứ không phải nói thiệt. Còn mình em mà nhìn lửa hay nhìn màu sắc hay nhìn sắc chết gì mà nó chưa có cái ủng cái hạn mít chưa phát sanh, tức là khi mình nhắm mắt mà mình vẫn thấy cái trạng thái của cái niêm mít giống như ở ngoài mà đều nó có vẻ là nó vững chắc hơn nhiều, và thì cái lúc đó mình cũng chưa gọi thiền chỉ được, nghe không? Tại là muốn tới đó là phải đúng mức, mà trước khi đúng mức là phải có pháp học liên quan tới đó, không cần học nhiều mà học liên quan để biết những ca tánh, thuộc loại nào và liên quan tới đề mục của thiền chỉ như thế nào, hay ca tánh của thiền minh sát mình là ca tánh gì, liên quan tới cái cách quan sát những cái đề mục đó là như thế nào, chứ không phải là mình vô rồi ông thiền sư biểu phòng xẹp rồi cứ phòng xẹp hoài, trong khi đó chưa phải là thiền mà chỉ là mới tập niệm mà thôi. Rồi mình cứ tưởng thiền mình tối ngày mình nhắm mắt mình phòng xẹp từ sáng chiều năm này tháng nọ cho tới khi đầu hai thứ tóc rồi ngang ngửa ra ngồi không được, mà chưa có được gì hết thì sao gọi là thiền được, phải không? Nam mô Bích Thầy giá. Sa thú, dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, và ngài sẽ giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ kính. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Sophanachitta. Kính thưa sư, trong đoạn viết về cần xả đây, kính xin sư giải thích thế nào là một chiều và thỉnh thoảng. Tỳ khu xuyên tu tập thượng này các tỳ khu, nếu một chiều ê canh tăng tác ý đến tướng định thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động cô sách cha, tỳ khu xuyên tu tập tăng thượng tâm này các tỳ khu, nếu một chiều tác ý tướng tinh cần thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến phóng dật Uttha-cha, tỳ khu xin tu tập tăng thượng tâm này các tỳ khu, nếu một chiều tá
Dạ, hình như là tới đây là hết rồi. Dạ, con kính dâng mic lại cho Ngài ạ, để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Con không biết là có phải đến đây hết không ạ? Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Già Kinh Thưa Chư Vị Biết, xin cho biết cái đoạn này trong cái kinh nào và ở đâu, thì chúng tôi cho mấy tra thêm chú giải hỏi nữa, chứ còn chúng tôi không, thường thường tôi chúng tôi nói thật, chúng tôi không có thích túi về trong những cái bản dịch nội có bao nhiêu đây, chúng tôi đọc đã không hiểu rồi thì không thể nào giải thích được cả. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Còn dạ, con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ, không biết là đạo hữu còn có thể cho biết là bài kinh này ở đâu ạ? Và sư sẽ giảng dạy ạ. Dạ, trong khi chờ đợi quý đạo hữu, dạ con xin đọc ạ. Kính thưa sư, tại sao tâm bất thiện không có tâm quả bất thiện hữu nhân? Trong bản nêu Vi diệu pháp, nếu ta mắng chửi hoặc đánh người, rồi bị người mắng chửi hoặc đánh trả lại, như vậy có phải là quả bất thiện hữu nhân không? Dạ con kính dâng mic lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Già Kính Thưa Chư Quý Vị. Tâm bất thiện không có cho quả hữu, không có cho quả hữu nhân. Theo chú giải, chúng tôi nói ra tới thầy chú giải, nếu quý vị muốn biết rõ hơn thì lật cái chú giải của Thắng Pháp Tập Lý Luận, gọi là Vi Thâm Mắt Thả Quý Pha Quý Ni Đi Ca, sẽ thấy cái đoạn đó. Là tại vì trong những tâm sở mà đi theo cái một trong 12 tâm bất thiện, nó có tâm sở Út Tách Dạ, tức là phóng dật, nó làm cho cái sự dính chắc của cái sự cho quả đó không có bằng các loại tâm thiện. Nên là đó lý do tại sao chỉ cho tâm quả vô nhân chứ không có cho tâm quả hữu nhân. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc hỏi ạ. Bởi hoặc đấy rồi bị hoặc đánh trả lại, như vậy quả bất thiện hữu nhân không? Dạ, dạ Ngài đã trả lời rồi ạ. Dạ con kính nhân mít lại cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Già Kính Thưa Thầy Thiên Vị. Chúng tôi nói là không có tâm quả bất thiện hữu nhân mà đừng hỏi tới làm vậy. Thì chúng tôi trả lời rằng cố gắng ngồi nghe đi, còn nghe mà không hiểu thì ráng vừa có kiếm bài cột nào đó vừa. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ con quý sư kính chào đạo tràng. Sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Con thấy đạo hữu Phá Ná Chít Tá đã sa thú. Sa thú. Dạ con kính mời cụ tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi, hay là có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp với Ngài ạ. Dạ con thấy chưa? À, có câu hỏi ạ. Con kính mời đạo tràng ạ. Con hỏi câu này chắc Ngài la con quá, nhưng mà thôi kệ, để con hỏi để con hiểu. Dạ kính thưa Ngài, con có thắc mắc như vậy là Ngài. Thường á, cũng như Ngài nói là thiền là cũng như là cái là cái bổn phận cái làm của tâm, thì mỗi lần mình
được nhẹ, thì mỗi lần con hành thiền đó, các con phải nói con niệm á, thì sau đó đó là cái tâm con, sau một cái thời đó xong á, thì cái tâm con rất là nhẹ nhàng, và có nhiều khi á, nó có thể mình có thể giải quyết những cái công việc của mình sau cái giờ mà mình quân tập như vậy. Thì nên mỗi lần mà sau này mà mỗi lần con có những cái chuyện gì đó ngài, thì con hay ngồi xuống để con tĩnh tâm lại, để mình theo dõi hơi thở, để mình những cái rồi những cái công những cái mà thắc mắc trong đầu mình hay những cái stress mà mình chưa có giải quyết được, thì sau đó nó sẽ giải quyết giùm cho mình. Thì con làm như vậy có đúng không ngài, hay là mình có phải là mình lợi dụng cái đó để mình để cái tâm mình nó nhẹ nhàng không ngài? Tại vì bây giờ sau này mà con thấy mà cái gì con mệt quá, con rối rối là con hả con ngồi xuống con niệm hơi thở của con, và con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể chỉ dạy cho con được rõ hơn ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Tạch Chư Tổ Mì Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật ra sư ra khi cái tâm mình mà nó lộn xộn thì mình suy nghĩ nó không ra, cái gì mình làm gì nó cũng mệt, chứ đừng nói làm bất cứ chuyện nhỏ chuyện lớn chuyện nhàn nặng nhẹ nó đều mệt đó. Còn khi mà mình ngồi mình tĩnh tâm, ngồi mình tập niệm, mình ngồi tĩnh tâm này đó, thì cái sự suy nghĩ nó bớt, cái đầu óc nó nhẹ bớt lại. Mà khi cái đầu óc mà nó nhẹ bớt lại thì mình làm gì nó cũng nhanh nhẹn, nó cũng nghĩa là dễ dàng hơn là cái tâm mình lúc nó bấn. Thường thường đó mình suy nghĩ cái gì không ra, tại sao mình nó khó khăn, thấy cái tâm đó cái ác pháp nó vô rồi. Mà khi mà cái tâm mà nó bấn loạn là mình nghĩ gì cũng ra đó. Quý vị để ý là, hoặc là quý vị đọc báo lâu lâu rồi người mà người ta bị lửa cháy, người ta chạy đó, cái gì không bưng bưng luôn nước chạy, họ bưng luôn nước làm sao mạnh vậy, thấy không? Nhưng mà tại vì cái tâm của nó bấn loạn rồi, nó bất cứ chuyện gì vậy đó mình không cần làm nhiều. Khi nào mà cái tâm mình nó có nhiều cái chuyện nó lục đục á, quý vị cứ ngồi im lặng để tâm vô hơi thở cũng được, cái gì cũng được đó. Cái đề mục nào mình ấy, hoặc là mình niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, và khi nào cái tâm nó nhẹ trở lại á, như là hơi thở nó điều hòa trở lại, là mình làm việc gì nó cũng dễ hơn là lúc khác đó. Thành ra tại sao mình thường thầy dạy cái gì cầu nguyện cầu đồ để làm gì? Cầu nguyện không phải là được ai đó giúp đỡ, mà cầu nguyện để cho được trong lúc mình bấn loạn này kia đó, mình nhớ cái câu kinh gì đó mình cầu, thì cái lời mà mình cầu cầu nguyện đó, đó nó giúp cho mình bình tĩnh trong cái lúc đó, chứ không phải là mình cầu rồi người ta tới để giúp, không ai giúp hết á. Nhưng mà là cái người bình tĩnh trong mọi cái sự nguy hiểm có nhiều cơ hội để thoát hiểm hơn là cái người không được bình tĩnh. Thì cái chuyện mà mình niệm Đức Chúa, Đức Phật, Đức gì đó là để giúp cho mình bình tĩnh trong cái lúc đó mà thôi. Quý vị nên nhớ, chứ không có ai mà không đâu mà giang tay để giúp quý vị, kéo quý vị lên cõi Di Đà gì đó thì tôi không có tin. Không có ai, đâu có ai rảnh mình đi kéo ai đó. Nhưng mà lúc đó mình niệm được, bất cứ mình nhớ cái gì mà niệm niệm là cái tâm mình đó bình tĩnh trở lại. Mà khi bình tĩnh trở lại thì mình làm được nhiều việc hơn là cái lúc mình không bình tĩnh. Chỉ có vậy thôi ha. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Tại hồi nãy cái mạng của con hơi bị yếu. Hello. Hello. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con không biết đạo tràng. Cảm ơn. Dạ con bị dạ hồi nãy cái mạng của con bị yếu nên con phải chạy ra. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ.
Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chết chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của cô Như Quỳnh. Dạ con kính rồi bích lại cho cô ạ. Sa thú cô. Sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang. Nam mô Bích Thầy ạ. Còn thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Nguyên Trang cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ kính bạch ngài. Con xin ngài giảng thêm cái câu này cho con hiểu rõ hơn một chút ạ. Khen người không đáng khen, là mình không có dùng trí tuệ của mình để mình khen một cái người nào mà không xứng đáng để mình khen, và hai là người đáng khen lại không khen, cái người không đáng khen mà mình khen thì coi như là trong hai cái điều này, một là người đáng khen, người không đáng khen, và người đáng khen lại không khen. Và bạch ngài thì mình phải chịu một cái quả báo như thế nào, và ngài chỉ dạy chúng con coi mình làm như thế nào để mình khen người đáng đáng khen và không khen người không đáng khen, để mình có sự lợi ích. Và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thực sự cái hậu quả những cái việc đó như thế nào là phải dựa vào cái sự suy nghĩ trong cái tâm của mình lúc đó, chứ làm sao mình người khác biết được. Ví dụ như mình có thể biết người đó tốt hay không tốt mà mình vẫn khen là tốt, người đó tốt mà mình nói người ta không tốt, hay là mình gì đó, thì cái đó tùy theo cái pháp mà nó đang ở trong cái tâm mình đó. Thì cái đó nó mới có khả năng nó cho quả. Chứ còn khi không là hỏi nghiệp quả như thế nào thì không ai biết được đâu mà trả lời đó. Rồi còn cái là mình muốn khen người nào đó phải biết một số vấn đề về người ta, họ có xứng đáng hay không. Còn nếu mà không xứng đáng mà mình vẫn khen, tức là mình nghĩa là vô tình mình, cái tâm mình nó có cái pháp ác mà mình không có biết. Chứ không phải là nó không, đời sống nó không có gì đơn giản đó. Bởi vì người phạm nhân như chúng ta chỉ có hai chuyện để làm thôi. Một là cái lộ trình tâm là thiện pháp, hai cái lộ trình tâm là ác pháp. Mà trong ngày chúng ta làm ác pháp nhiều hơn thiện pháp. Không thể nào mà chúng ta là phạm nhân mà nói mình làm thiện pháp hơn nhiều hơn ác pháp, thì cái chuyện đó chắc là không thể xảy ra rồi. Bình thường thì chúng ta có 12 tâm bất thiện, mà chúng ta có 8 tâm đại thiện thôi, mà trong 8 tâm đại thiện đó thì chúng ta chỉ có phát sanh được nhiều lắm là 4 cái tâm đại thiện ly trí rồi thôi. Vì nên để ý cái đó, thành ra thường chúng ta làm việc gì phải cẩn thận để cái tâm lúc đó nó phải là thiện pháp. Mà khi nó thiện pháp thì cái đó mới là ý thiện nghiệp. Khi mình nói ra cái đó mới khẩu thiện nghiệp, mà khi mình làm cái hành động của mình gì đó liên quan đó mới là, nghĩa là cả ba nghiệp thân khẩu ý nó là thiện pháp. Còn nếu không mà mình chỉ cần sơ hở cái là nó lọt vào ác pháp thì, mà nếu mà hàng cả ngày mình ác pháp nó nhiều hơn thì mình biết cuộc đời mình nó như thế nào rồi đó. Mà phần đông đó thì chúng ta lại thích cái ác pháp nhiều hơn là thích cái thiện pháp. Chúng tôi nói cái này là quý vị không có tin, nhưng mà quý vị cứ suy nghĩ ra coi phải không. Quý vị đi ngang chùa nghe kinh Melinda dạy gì pháp, có thể quý vị đi luôn không nghe. Nhưng mà quý vị đi ngang chợ hai cái bà tay chống tay khuỳnh chửi nhau là quý vị đứng nghe say mê, nghe xong còn nhớ nữa. Còn quý vị vô rung học di pháp của kinh Melinda này xong cái quý vị quên liền. Nhưng mà khi quý vị nghe bảy cái tiếng chửi đó là cái âm thanh nó làm cho cái ác pháp phát sanh, chứ nó không làm thiện pháp phát sanh được. Nhưng mình vẫn nghe và thỏa thích và nhớ nữa. Một hai ngày sau gặp lại người khác rồi mình kể chuyện đó còn hay hơn người ta đang chửi lộn nhau nữa.
Như vậy mà nếu mình không sợ, mình sợ ác pháp thì sợ chỗ nào chúng tôi cũng không biết. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng sanh đi xuống nhiều như lông bò, đi lên ít như sừng bò là như vậy. Tại vì ngày toàn tạo nghiệp ác ha. Thành ra bây giờ mình có cơ duyên, cái may mắn của mình là gặp được thiện pháp thì mình cố gắng mình học, mình hành càng nhiều càng tốt. Bởi vì không chắc gì kiếp sau mình gặp lại được như vậy. Mà kiếp này mình dễ vui là kiếp sau mình càng chết sớm nữa, chứ không có đường nào đó. Ở đây đó, quý vị đa số mà vô cái room này nhiều khi có 5-10 năm, ngày nào cũng vô đó. Mà nhiều lần chúng tôi khuyên quý vị nên thuộc lòng một số câu kinh pháp cú để khó gì mình hộ niệm cho mình. Bảo đảm ở đây đâu quý vị, chờ nhiều lần nhớ nhiều lắm câu hai câu thôi. Quý vị cũng nên, chúng tôi khuyên quý vị nên muốn thuộc là nhớ 4:30 sáng con ông sư già ngồi là lung cụng mở rung để cho quý vị học. Mà quý vị không nhớ ông đó sao quý vị nhớ được cái câu kinh pháp cú, thấy không? Đó, khi nào quý vị mở lên quý vị chán nản không muốn nghe đó thì quý vị nên nhớ rằng ở bên chỗ đó lạnh lẽo rồi đó, hay là nóng nảy rồi đó, có một cái ông sư già ông ngồi ông bật cái màn ảnh lên để ông giảng kinh pháp cú cho quý vị nghe. Ít nhất phải gì phải ráng thuộc để đáp lại cái ơn của ông sư già đó mà quý vị không có làm. Nhưng mà cái rung nào chữ lộn rồi quý vị vô chút nữa hết hết giờ quý vị vô mấy cái rung mà chữ lộn nó bậy nó bạ đông lắm. Thì quý vị biết người mình thích pháp ác thì giờ đâu có thích pháp thiện đâu, thấy không? Nên là bây giờ mình được chút ánh sáng từ Phật pháp rồi ráng gắng mình tập pháp thiện cho nhiều. Bởi vì cái khi mà nhắm mắt rồi chưa chắc quý vị trở lại làm người đâu. Có thể quý vị lên làm chư thiên không chừng, nhưng mà dòng làm chư thiên hoặc đi bốn đường ác đạo thì cũng không có cơ hội học được Phật pháp. Mà nó cả tỷ năm nữa, hàng tỷ năm nữa, chục tỷ năm nữa nó mới xuất hiện trở lại. Thì quý vị thấy cái cuộc sống mình ráng gắng lại nó có ý nghĩa. Là mình cố gắng, mình bất cứ làm cái gì nên suy nghĩ trước, chúng tôi nói nhiều lần đó. Suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi làm và suy nghĩ trước khi suy nghĩ. Tại sao phải suy nghĩ trước khi nói? Lời nói mình chưa nói ra mình là chủ nhân lời nói đó, nhưng mà khi mình nói ra rồi đó, mình là nô lệ của cái câu nói đó liền. Mà khi là nô lệ câu nói đó không thể sửa chữa được. Nếu mình lo nói với tâm từ thì mình là nô lệ của cái thiện pháp, mà mình nói với cái tâm ác mình là nô lệ của ác pháp. Cái hành động tăng thân cũng vậy, mình chưa làm mình là chủ nhân của hành động đó, có thể quyết định không làm hoặc là làm để được thiện pháp. Còn nếu mà mình làm rồi mình là nô lệ của hành động đó liền đó. Ý như vậy, trước khi mình suy nghĩ phải ráng suy nghĩ trước khi có nên suy nghĩ tiếp cái đó cái này cái kia không. Còn nếu không á, mình là nô lệ của ác pháp luôn luôn, là mình không có biết. Mà mỗi lần khi mà những cái quả đó đó chính mình làm ra, mà khi mà nó cho quả thì mình thành đổi ra ngoài tòa, đổi thành họ đổ liền, đổ dân tại, đổ dân bị rồi đó, tại bị không phải trong ai của mình. Thành ra vấn đề là như vậy, thành ra khen chê như vậy, suy nghĩ trước khi làm việc đó, ngay cái lời chê hay tiếng khen phải suy nghĩ để mình đừng lọt vào những cái ác pháp mà nó có thể cho những cái quả xấu về sau này. Còn nếu mình làm đúng cách, mình suy nghĩ đàng hoàng thì mình sẽ được hậu quả tốt lành. Thành ra tập suy nghĩ trước khi nói, trước khi làm, để cho cái tam nghiệp của mình nó luôn luôn là thiện pháp nhiều hơn là ác pháp. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú lành thai. Con thành kính tri ân ngài chỉ dạy cho con. Con xin ghi nhớ là ngài dạy. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con đạo tràng có câu hỏi thì đưa lên Nguyên Trang đọc ạ. Nhưng mà trong khi đó cho con hỏi tiếp thêm một câu. Dạ, định tệ song tu chờ cho Nhật Bình một chút ha. Dạ, đời Nhật Bình mời Nguyên Trang nha, Nguyên Trang. Dạ, con mạch ngài, thí dụ cái trường hợp cụ thể nhất đi. Thí dụ giờ trong đạo tràng này có những vị đi học Bali rất là giỏi, nhưng mà cũng có những vị học Bali không được. Thì khi mà con thấy những cái vị mà đọc Bali không được thì con lại nghĩ không biết là cái đời trước mình làm cái nghiệp gì
mà mình không đọc Pali được. Nhưng thì con không không con cũng không khen và con cũng không chê. Nhưng mà con cứ nghĩ rằng không biết đời trước đã tạo cái nghiệp gì đây, và con suy nghĩ gì thôi. Nhưng mà nếu con thấy cái người đó đọc Pali không được, nhưng mà con vì tình tình thân gì đó, đại khái vì nể gì thân gì đó mà con khen nức nở, con nói ô công nhận là chị hoặc cô đọc Pali giỏi quá, đọc đúng giọng quá. Bạch ngài, cái trường hợp như vậy con có tạo nghiệp gì không bạch ngài? Dạ con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy dùm con. Và sau đó mời Nguyên Trang nhân đọc câu của Định Tuệ Song Tu và thỉnh ngài nha. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Khi mà làm cái gì không trúng như vậy đó, mình tức là vô tình của mình làm cho người đó đã có một cái hy vọng mà không đúng như sự thật, hoặc là người đó phát sinh một cái sự thỏa mãn trong cái việc đọc Bali của mình, nhiều khi đưa tới sự dễ vui trong các bài pháp sau anh chừng. Là những cái việc đó là những việc không nên, mình vô tình mình là cái nhân để cho người khác tạo ác pháp, thành ra không có nên, cái đó là nó không có lợi ích gì cả. Thành ra thôi từ đại tới cố gắng đừng làm khen cái gì cũng vậy, suy nghĩ trước khi khen thì nam mô thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con đã thấy cô Nhật Quỳnh sa thú. Dạ kính tri ân ngài. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, câu pháp cú 254 hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích hí luận, Như Lai hí luận trừ. Nguyên văn Pali: Akase patang natthi samano natthi pha natthi ba hire papancha virata pacha nipapancha tathagata. Xin sư giải thích nghĩa của chữ hí luận là gì? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi à. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chữ bà bánh trà đây nó có nhiều nghĩa lắm. Bà bánh trà mình thấy câu này dịch là hí luận đó, nó có nhiều nghĩa lắm. Thì chúng tôi nhớ bao nhiêu nghĩa thì chúng tôi nói sao chứ. Coi cái chữ bà bánh trà này đó là cái gốc từ chữ bánh trà, nghĩa là mở rộng, kéo dài, khuếch đại. Mà chữ bà bánh trà này thì nó có ba loại. Những cái công việc mình làm thì nó liên quan tới ba loại bà bánh trà đó. Thứ nhất là tanh hả, tức là tham ái. Thứ hai đích thị là tà kiến. Và thứ ba ma ná là ngã mạn. Mà nên biết rằng ba cái yếu tố này là khiến chúng sanh lê thê sinh tử trong vòng luân hồi. Thành ra cái chữ hí luận này đó là Đức Phật chê trách lắm. Thành ra nếu mình chữ hiểu chứ bình thường mình thường thường ta dịch trong kinh điển á, là chữ bà bánh trà yếu tố làm dài, yếu tố kéo rộng, kéo dài ra, kéo dài thời gian hay là kéo gì đó. Thì ở đây nếu mà nói mình theo nghĩa kéo dài thì kéo dài cái luân hồi. Còn bản chất của tha mái, tà kiến, ngã mạn đó là đối với người bình thường hòa Phật pháp thì rất khó, bởi vì nó cũng là gánh nặng, nó là cái điều phiền toái, có thể dùng để chuyển tải cái chữ hí luận, tức là chữ bà bánh trà đó, để cho thấy cái điều gì mà dính vô những cái thứ nặng nề này đó, thì bây giờ cũng đưa đến cái hậu quả rất là nguy hiểm. Thành ra chữ hí luận hay là chữ bà bánh trà đây có nó, thường thường chúng ta hay dịch chữ hí luận là chúng tôi không biết họ dựa vào cái từ ngữ nào của Hán Việt thì chúng tôi không biết, nhưng mà tiếng Việt thường thường chữ ba bánh trà trong nhiều sách giờ đi là gánh nặng hay là điều phiền toái, gánh nặng hay điều phiền toái. Và là chữ hí luận ở đây là yếu tố kéo dài thời gian luân hồi, còn có nghĩa nó là gánh nặng hay là điều phiền toái mà liên quan tới tham ái, tà kiến và ngã mạn.
Nên là chúng tôi xin được giải thích cái chữ hí luận hay chữ bà bánh trà là như vậy. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy định tuệ song tu đã xa thú ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Hôm nay là giờ vấn đáp của Ngài Liễu Tông. Dạ quý cô chú có những thắc mắc gì về trong tuần qua, có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài hay là có thể chết chat trên màn hình ạ. Đồng hồ của con là 5 giờ 20 thì còn khoảng 1 tiếng nữa ạ. Nên con kính mời quý cô chú đạo hữu cùng tham gia nha. Dạ không biết chú Kinh có câu hỏi không ạ? À? Cô Ái Minh có câu hỏi không ạ? À? Dạ cô Trúc Nguyên có câu hỏi không ạ? À? Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, chánh tính Sammasattha có chi pháp là sở hữu Sattha Che Tassika. Vậy tính Mitcha Sattha, mê tính, cuồng tính, có chi pháp là gì? Một người không phải là Phật tử, đặt niềm tin vào đối tượng, không phải Tam Bảo thì đức tin của họ có phải là Sattha Che Tassika hay không? Dạ con kính nhân mít lại cho sư ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch chư tôn hiền gia kính thưa chư quý vị, thường thường chánh tính thì chỉ có bậc thánh mới có, thầy giáo phạm nhà phu là không có. Còn chư tính trong cái của người Phật tử thì nó có bốn chuyện để nói thôi. Đức tin trong cái sự giác ngộ của Đức Phật, đức tin về nghiệp quả, đức tin về một sự ấy vấn đề đấy chúng tôi không có, không nhớ hết. Còn chứng mê tín thường thường cái chi pháp trực tiếp nó không có, mà chúng ta phải dựa vào cái nguồn, cái câu văn hay là cái bài đó để biết, thì có thể tìm ra một cái chi pháp mà thế, chi pháp để thế thôi. Đó. Thành ra có nhiều cái thì cái chi pháp trực tiếp nó không có, nhưng mà mình phải dựa vào cái đó để mình tìm được cái chi pháp. Có một vài cái chuyện, ví dụ như mình nói tà tầm đó, thường thường tầm với tất cả, nhưng mà thường thường tà tầm thì không có cái nào hết. Hay là tà gì đó, thì người ta dùng một cái điều kiện để thay thế, tức là dựa vào cái nguyên cái câu hỏi, cái câu đó, cái đoạn văn đó, để người ta tìm một cái danh từ hay là một cái chi pháp nào tương tự, thì mới đặt tên cho nó thôi. Thường thường là cái tính của mình là cái tính theo kiểu đời, tức là mình thấy gì mình tin nãy, chứ nó không có chính xác. Chính xác tính nó chỉ có ba phương chuyện để nói thôi. Còn cái chánh tính tức là ba phương chuyện mà nói đó là không thay đổi đối với các bậc thánh, bậc sơ quả trở lên đó. Chứ còn mình thì chỉ có tính thường thôi, chứ không có chánh tính. Sattha chứ không có Sammasattha, tức là Sattha chia tại chi cả mà thôi. Nó mô cái thai vậy. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy định tuệ song tu đã xa thú ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Có thể chat chat cho mình trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Đạo tràng rất là im lặng, không có ai có câu hỏi hết. Xích Thi Lạc có câu hỏi không? Thi Ăn Lạc. Dạ con không biết cô Mét Ta, cô Trần Đạo.
Dạ, dạ cảm ơn đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Kính thưa sư, Phật tử làm phụng sự giúp chùa đăng các bài giảng lên internet. Nhưng nếu các bài giảng đó sai chánh pháp thì tội phước như thế nào thưa sư? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, trong tăng chi mà chúng tôi không nhớ rõ đoạn nào, cái gì Đức Phật nói mình nói Đức Phật không nói, cái gì Đức Phật không nói mình nói Đức Phật nói, là giờ phỉ bán Đức Phật mà phỉ bán giáo pháp luôn. Là cái điều gì mà sai với Phật pháp chúng ta không có rành thì chúng ta không có nên làm bừa. Còn nếu mà chúng ta mà phải biết chắc chắn thì mới làm cái việc đó, còn nếu không mà chúng ta lên đưa cái bài pháp đó lên mà nó không đúng sự thật đó, thì cái người viết bài pháp đó tội nặng, nhưng chúng ta là cái nhân, cái cộng nghiệp với cái người làm việc đó, chúng ta là cái nhân để giống như là phỉ bán giáo pháp. Là cái điều đó cần sinh nam cần sinh nữ nên cẩn thận, không phải cái gì mà liên quan tới 84.000 bài pháp Đức Phật, nó không phải là chuyện giỡn chơi ha. Hay là chuyện giỡn chơi là mình phải học cho chắc. Còn muốn đăng lên theo người đó nói thì phải đi tìm cái vị sư nào giỏi, giảng sư hay gì giỏi, hỏi được rồi có đúng hay là sai hay là nên như thế nào. Chứ còn nếu không thì mình cũng cuộc đời tương lai mình cũng rất là nguy hiểm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy Định Tuệ Song Tu đã xa thú, kính tri ân ngài. Wow, các câu hỏi này rất là cẩn thận ha. Dạ con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Vì những câu hỏi của quý cô chú đạo tràng, đợt quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Con cũng học hỏi rất là nhiều từ những câu hỏi của quý cô chú ạ. Dạ có không biết đạo tràng có câu hỏi không ạ? Con thấy đạo tràng không có câu hỏi nào hết. Cô Nhật Quỳnh ơi, cô có câu hỏi không cô? Chú Châu Phan có câu hỏi không ạ? Làm chậm xíu, chờ xíu. Dạ con thấy mọi người chưa có câu hỏi gì hết. Dạ con cũng dạ con dạ kính cảm ơn đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã đặt câu hỏi à. Kính thưa sư, câu kinh pháp cú ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt, có phải ý nghĩa đoạn kinh trên dạy vì thất niệm, không tỉnh giác, bị tâm tham và tâm sân chi phối, cho nên mới có hành vi chỉ trích lỗi của người khác? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi ạ. À. Dạ kính cảm ơn đạo hữu. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó mình bản chất cái người mà hay chỉ trích người khác đó, thường thường là cái tâm nó ác pháp nó nhiều. Khi ác pháp nó nhiều đó, thường là nó nằm trong hai chuyện thôi, một là tà kiến, hai là ngã mạn. Tà kiến là mình thấy lỗi người nhưng mà chưa chắc cái đó đúng đúng như là cái mình thấy, có thể người ta không có lỗi mà mình, tại vì mình người có tà kiến, mình nhận đường đường này ra đường khác. Cái thứ hai là mình tìm cái dở của người ta không, người ta tại
người mình nó có cái mặc cảm, mà cái mặc cảm là cái ngã mạn đó. Có thể mình thấy mình thua người ta thì mình ghét, hoặc mình hơn hay là bằng gì cũng ghét đó. Thành ra khi mà người có hai cái đó thì chắc chắn không thể nào nó có niệm được, mà nó phải là ác pháp rồi. Không tham cũng sân cũng tà kiến hoặc ngã mạn thôi. Mà khi mà mình có những hành động đó mình không có biết dừng lại đúng mức, nếu mình chỉ tích vô cái bậc đó là bậc nhẹ nhất, ví dụ như Bồ Tát đi, Bồ Tát kiếp này họ đang, có thể Bồ Tát chưa được thọ ký nhưng mà họ đang tạo quá là mật, mà mình chỉ tích những cái gì đó đó, thật sự là mình tạo cái nghiệp nó cũng nặng nề chứ không có nhẹ. Tạo cái nghiệp nó rất là nặng nề. Thành ra thường thường đó, Đức Phật dạy cho chư tăng hàng tí chúng, nhưng mà chư tăng rồi đó, là nếu khi gặp nhau nên nói lời đúng theo chánh pháp, bằng không nên giữ im lặng như bậc thánh. Mà trong chú giải giải thích sự giữ im lặng như bậc thánh ở đây có nghĩa là nhập thiền. Bởi vì có nhập thiền mới là cái sự im lặng tối thượng mà thôi. Chứ còn nếu mình không nhập thiền là ngay cái bậc thánh, mà nếu thánh tứ quả không sao, thánh tầm quả vẫn có tầm ác như thường. Mà tầm ác kiểu rằng nó cái hậu quả nó không có thê thảm giống như hậu quả của người bình thường. Người bình thường tâm xấu là phát sanh có thể đi bốn đường đạo, nhưng mà bậc thánh thì khỏi đi. Bởi nhưng nó cũng làm ô nhiễm cái đời sống của cái vị đó chứ không phải không. Đức Phật mới dạy như vậy. Thành ra cái hành vi mà mình gặp người ta mà mình lên tiếng khen không đúng chỗ, nói lời không đúng lúc, có tâm hiềm hận ích kỷ, thì cái điều đó là bậc thiện trí chê trách hết á. Chúng ta không có nên làm, trong mọi trường hợp không có nên làm. Bởi vì khi mình làm cái đó, đó là chắc chắn là dính trong cái ác pháp rồi. Mà như chúng tôi nói nãy đó, trước khi làm, trước khi nói, trước khi suy nghĩ, mà mình không biết suy nghĩ để mình làm rồi đó, làm là nô lệ của hành động đó, chắc chắn là vô chảo chứ không có đường nào khác đó. Cái tâm ở trong ác pháp là vô chảo. Mình sống cái đời, mình sanh ra làm người, thứ nhất là trong thời buổi này gặp được Phật Pháp, mà mình không tìm cái hay cái đẹp để mình cho con người mình nó khá hơn, mà tối ngày cứ nhìn cái xấu, cái sơ hở của người khác để nâng mình lên. Thật sự đó, mình ráng mình học, mình tạo cho mình một cái căn bản đi, rồi để người khác nâng mình lên. Chứ mình đừng có vô cái rổ, mình bưng cái rổ lên, tức là mình nâng mình lên, kiểu đó thì nâng không có được đâu. Thành ra không đừng thấy lỗi người rồi chỉ trích làm cái hành động mà mình vô cái chê rổ rồi mình tự bưng lên là không có nên. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã xa thú, kính tri ân ngài ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú đạo hữu có thắc mắc gì có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ, hay là có thể chat chat trên màn hình. Dạ con kính mời chú kinh. Dạ con xin nhường mic lại ạ. À Nam mô Bụt Thầy á. Dạ kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý vị. Alo, nghe không ạ? Alo. Alo. Nghe rõ không? Dạ. À, nghe ấy, nghe Nguyên Trang réo 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 bạn nghe. Mệt quá. À, vậy sẵn vậy hỏi cung thỉnh sư và giải thích sao khi mà mình nghe một cái giọng ai thì tự nhiên mình ghét, hoặc là mình thấy một cái mặt ai thì tự nhiên mình thích. À, thì cái lý do tại sao mà mình mới thấy mình thích, mình mới nghe mà mình đã ghét, thì vấn đề này nó liên quan như thế nào trong cái vấn đề đời sống của mỗi chúng sanh? Dạ con cụ thỉnh sư giải thích người nè. Nam mô Bụt Thầy và kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị, trong cái cộng đồng giữa các chúng sanh với nhau đó, chúng ta có nhiều chuyện để nói, nhưng mà thường chỉ nói hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là cái biệt nghiệp của chúng sanh đó, và thay cộng nghiệp của chúng sanh đó. Cái biệt nghiệp chúng sanh nó xấu mà gặp cái cộng nghiệp nó xấu đó thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra.
chúng ta với cái người đó có cộng nghiệp xấu nhau thì người đó có là người đẹp hoàng vũ, rồi chúng ta phải tìm cái xấu để nói cho được. Còn nếu mà cộng nghiệp tốt rồi đó, cái người đó có cỡ nào thì chúng ta cũng ráng khen. Cái cộng nghiệp đó làm cho con người mới có chuyện hàng ngày, có chuyện nhau hoài mà mình không có người ta biết cách để mà đỡ cho được. Cái cách đỡ mà Đức Phật dạy cho chúng ta rồi đó là cái cách gì? Tâm quán niệm xứ. Thành ra khi mình thấy cái đó, cái tâm mình nổi lên một cái gì đó là biết cái tâm nó đang có cái đó, thì cái chuyện đó nó bớt. Ngay cái cha mẹ giống vậy đó, cha mẹ với con cái đó cũng có ba cái chuyện để nói vậy đó. Con cái với cha mẹ có thể là cộng nghiệp tốt, mà cái cộng nghiệp tốt đó, đó con cơ kiếp trước nó là nó tới với tư cách nô lệ, thì nó luôn luôn là mình là cha mẹ, nó làm gì nó cũng có hiếu, cũng thương cha thương mẹ đó. Mà nó tới với tính cách bằng hữu thì có chuyện nó nghe, có chuyện nó không nghe. Mà nó tới cái tính cách chủ nhân thì ông già bà già phải sợ nó. Nó thì chúng ta ngoài đời cũng vậy ha. Tới tư cách bằng hữu chuyện là xong xuôi, chuyện gì cũng dễ dàng, chuyện gì cũng được hết. Nhưng mà nếu chúng ta tới với tư cách thì chủ người tới là trước sau cũng có chuyện, còn ngược lại nó là cái chuyện hàng ngày xảy ra trong tiền kiếp một phần và trong hiện kiếp một phần. Hiện kiếp là chúng ta gặp nhau ở cái môi trường không thích hợp, thành ra nó là thứ hai chúng ta có mặc cảm trong số cái điều kiện nào đó. Ví dụ như người miền Nam á, thấy cái nắng cối là thấy mệt rồi, anh là thấy ai đó nắng cối là thấy bắt đầu là người trong tim bịch 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 bịch, lửa nóng nó phân phân lên liền, không có gì mà tránh gọi đó. Là những cái chuyện vậy đó. Thành ra nhưng mà nếu lúc đó nếu chúng ta là người học Phật pháp, chúng ta biết là tâm đang có sân, quan sát cái sân đó cỡ nào, sân trước sân sau, tưởng tới sân bay là phải bỏ chạy cho con không thì có chuyện. Thành ra nó có những cái chuyện mà chúng ta để nó dính vào cái là dòng tâm thức hiện tại nó quá sâu đi. Thành ra khi có cái những cái mặc cảm đó rồi thôi, chứ quý vị cứ ngồi nghĩ 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 quý vị đừng đi mà thấy có ông đội đang cối đi phía trước là quý vị thấy cỡ nào rồi. Thành ra chúng ta nên cố gắng tránh bằng cách như tập nhìn lại cái tâm, cái lộ tâm của mình, nhìn lại sự suy nghĩ của mình, xem qua sự suy nghĩ lúc đó nó là có ác pháp nó chèn vô không. Ráng cố gắng tập nhìn từ 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 rồi nó bớt cái đó. Cái thứ hai, con mắt nên nhìn cái gì đáng nhìn, mà có những cái không đáng nhìn thì nên nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại là niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng gì đó, thì cái đó nó giúp gì lắm. Chứ còn nếu không thì nó đi theo cái dòng nước của nó chè theo cái sự suy nghĩ của nó. Mà đi theo mấy cái đó rồi đó thì bảo đảm là mình theo nó thì chắc. Bởi vì cái phiền não trong người đó, phiền não của mình đó, nó là một loại danh pháp mà nó phản mình nhanh lắm. Mới thích đó chứ chửi đó không hay. Mình nếu mình không có cách để mình đề phòng á, thì mình bị nó lôi đi hoài à. Mà nó lôi thì sáng trưa chiều tối gì cũng có thể nói bậy được đó. Mà khi mà nói bậy rồi đó, lời nói ra khỏi miệng rồi đó, kéo lại khó lắm. Nên cái đó phải tập từ 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 nó mới bớt thôi. Mới bớt cái chuyện mà tại sao thấy mới thấy mà thích. Tại sao mới nghe xong là đã nổ sùng. Mà trong khi đó những người mà nghe chưa từng biết mặt, nghe rồi mê, mê tới chỉ mặt mới nản, giống như Trường Chi với gì đó. Nghe xong thấy mê liền, mê xong thấy rồi nản hồi nào rồi không hay. Thành ra mình phải tập để cho cái lòng của mình nó có chừng mực trong cái sự suy nghĩ, chừng mực trong cái sự phán xét. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, xa lúc, dạ, kính tri ân sĩ Lưu Tôn. Dạ, quý vị nghe không? Alo. Dạ, theo như sư trình bày thì nói về vấn đề mà niệm tâm á, thì sẵn con hỏi cục thỉnh sư giải thích luôn cho Phật tử được hiểu. Như một người mà ta không biết gì về tâm, không có học gì về ví dụ pháp mà không biết gì đó, thì người ta vẫn niệm ghi nhận
Như vậy khi mà những ác pháp nó sanh lên, ta không biết là sao ta niệm sẽ là một. Thứ hai, trong mấy mấy anh chạch, mấy anh tàu, anh có một cái câu mà con nhớ cái câu đó, tức là ta nói là tu thân tề gia trị quốc rồi bình thiên hạ. Họ chỉ cần giữ cái câu đó thôi, giống như là một Phật ngôn. Họ chỉ cần tu thân thời gian là họ có thể bình thiên hạ, họ sang bằng thiên hạ luôn. Thì theo như cách này thì mình niệm tâm là niệm tâm như thế nào, và tu thân là tu như thế nào, và con cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra chứ, tất cả mọi việc làm gì trước khi hạ thủ công phu đều phải có căn bản về pháp học cả. Nếu không có thì chịu chết thôi. Sở dĩ mà chúng tôi nói tới cái vấn đề đó, tại vì trong room này chúng tôi nghĩ đa số đều có căn bản về pháp học. Còn nếu mà vị nào chưa có thì ráng ngồi về kiếm sách để học, để kiếm thầy để học thì mới làm cái chuyện đó được. Bởi vì tứ niệm xứ là con đường đi ra khỏi luân hồi, mà mình không có các bạn nào mà đòi đi thôi chẳng đi cho được, nhưng phải có chút vốn bỏ túi, chút vốn đó là pháp học nha. Còn bây giờ thì mình nói có những cái câu mình nói người ta không có hiểu, ví dụ như cái câu mà nhất tu thiện, nhị tu gia, ba tu chùa đó, mình cứ nói mà nói tào lao không ấy, chứ mình không hiểu ý người ta nói cái gì. Tại sao mình nói theo ý chúng tôi thôi nghe, chứ không chắc đúng gì đâu. Tại sao gọi nhất tu thiện? Tại vì đó là cộng đồng, nó cần nhiều sự giúp đỡ, cần sự này nọ. Thì ta tu thiện ở đây có nghĩa là tu về pháp bố thí. Nhị tu gia là mình tu cái thân cái khẩu mình, tại vì ở nhà mình là cha mình dễ rầy con, dễ là chồng dễ rầy vợ, dễ kiếm chuyện lắm. Thành ra nhị tu gia tức là mình phải tu giới. Hai cái đó nó thần thục rồi đó. Thứ ba nó vô chùa để làm gì? Để cho cái tâm nó thanh tịnh, tức là tu tâm. Chứ nhiều người cứ nói không phải nhất tu thiện gì tu gia ba tu chùa, nên là ra ngoài phố mà tu, không biết cách tu cũng che chớm. Thành ra có những cái mà nói là tu thân tệ gia trị quốc bình thiên hạ của cái ông Khổng Tử thì vậy đó. Mà cho tới giờ chúng tôi cũng không hiểu ông ta muốn nói tới cái gì, thì rất là khó giải thích. Mình giải thích ý mình chắc là trúng. Bởi vì thật sự là Khổng Tử thì nói người ta khen người ta ấy cho tôi thiếu thua cái anh nhỏ mà đang xây đồ này kia ngoài nhà lầu nhà ở ngoài đường đó, không thèm tránh mà xuống nói chuyện với ông đó, ông còn thua. Thì làm sao mà mình đi nghe ông đó làm gì. Ra thôi khoan nó nghe cái đó, mình hỏi cái chuyện gì vậy? Nó chính trong người Phật Pháp thúc đi cho hỏi chuyện của ông đó thôi. Mà Nam Mô Bổn Sư Thích Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính bảnh lễ ông Đức Tam Bảo, con kính bảnh lễ quý chư tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Dạ, con kính xin hỏi ngài, con thì học cũng ba mớ lắm, nhưng mà cũng sáng ngày chín đi học ba mớ nên con cũng có thắc mắc, con để cho anh chị hỏi để con học hỏi theo. Về sẵn câu hỏi của Vinh Kinh á thì con nhớ lại như thế này nè, là con á thì con được nghe giảng là con đường bát chánh đạo là độc lộ, là con đường duy nhất. Nhưng mà để trên con đường đó thì cái điều kiện đầu tiên là tứ niệm xứ. Nếu mà không có tứ niệm xứ thì không bao giờ là đạt thành quả vị giống như là mình mong muốn hết. Nhưng mà con thì cái từ đó chứ con mới suy nghĩ như thế này nè. Con nói, ủa nếu như bây giờ, nếu mà con là một cái vị sư đi rồi con đi vô trường thiền á, con cái tu tứ niệm xứ rồi cái kiếp sau á con cũng làm một vị sư rồi con vô trường thiền con tu tứ niệm xứ như vậy thì con không biết làm
thập độ mình phải thực hiện như thế nào, rồi bát chánh đạo làm sao, cái đó con nghĩ hả, hai cái vế nó không có giống nhau mà con hiểu hoài con hiểu không ra, và con kính thỉnh ngài từ bi chỉ dạy cho con học hỏi thêm, mà con kính dâng đức đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Từ tứ niệm xứ tới bát thánh đạo là một con đường. Con đường đó bắt đầu đi là tứ niệm xứ mà chấm dứt ở bát thánh đạo. Là con đường thôi. Thì bây giờ mình muốn đi là phải, nếu mình ăn thua ba là bậc trong kiếp trước mình ở đâu. Ví dụ như cô ấy, mình muốn đi ra Huế, giống như tôi thấy dụ nãy đó, đi từ Sài Gòn ra Huế. Nếu mà mình ở đâu đó, mình vừa mới vô Sài Gòn, mình muốn đi Huế là phải bắt đầu. Nhưng mà bây giờ nếu mình ở Nha Trang thì mình không cần phải bắt đầu, mình đi từ Nha Trang. Mà nếu mình ở Quy Nhơn thì muốn đi Huế cũng đi từ Quy Nhơn, chứ không cần phải vô Nha Trang. Còn nếu mà mình ở Đà Nẵng muốn đi Huế thì đi thẳng luôn, chứ khỏi phải vô trở lại đâu đó. Thì mình cứ tính, ví dụ như Sài Gòn là tứ niệm xứ, rồi lên Phan Thiết là tứ chánh cần, rồi ra ngoài Nha Trang là tứ như ý túc, rồi ra Quy Nhơn ngũ quyền, rồi ra ngoài Bắc ngũ lực ngũ quyền, rồi Đà Nẵng là thất giác chi, rồi Huế là bát thánh đạo, là phải đi như vậy. Mà cái đi đó mình nói bắt đầu là mình nói, tại mình nói cho nó đúng bài vở, chứ còn tùy theo cái ba la mật của mình. Thành ra mình biết cái ba la mật như thế nào, chỉ có Đức Phật mới biết cỡ nào, rồi Ngài giải thích thôi, Ngài dạy cho mình thôi. Tại sao Ngài gặp người đó, Ngài nói gặp bốn cái vị, năm cái vị của anh em, cái Ngài Kiều Côn Đăng Nhá đó, Ngài lại dạy rồi. Nghĩa là thẳng vô bắt thánh đạo liền, tức là thấy tứ thánh đế liền. Nhưng mà vài bữa sau là Ngài gặp Ngài Giác Xạ, Ngài lại dạy tuần tự pháp, tức là bắt đầu bố thí trì giới, quả của bố thí trì giới, rồi cái sự nguy hiểm của cái quả đó, rồi sau mới tới Nết Khẩm Má, tức là sức ly ngũ dục ha. Hay là tùy theo cái ba la mật mình, trong bao nhiêu tiền kiếp này, rồi đó, con đường mình nó là con đường như vậy. Nhưng mà cái ba la mật mình đó, tại vì bây giờ mình không biết mình đang ở đâu, nó khổ vậy đó, tại mình phải bắt đi từ đầu. Nhưng mà cái đi từ đầu nó có cái lợi, dù mình đi nhanh đó, thì cái ông thiền sư, nếu mà ông thiền sư đó có khả năng họ biết mình ở đâu, là họ chỉ nhanh thêm. Ví dụ như mình mới vô, mình nhìn, mình thấy được chuyện đó, thì cái gì mà thiền sư là nói, nó bắt đầu cho mình quán về thất chất chi, là biết là mình đang ở Đà Nẵng rồi, chứ không còn ở trong này nữa. Vấn đề là vậy. Nhưng mà bây giờ mình tìm được cái gì mà biết như mình như vậy rất là khó. Thế nên là rất là khó. Thành ra mình phải đi để mình đo lường cái khả năng của mình coi. Mình đi, thí dụ mình đi, nó giữa bắt đầu tới một xứ, nhưng mà rất nhanh, hiểu lẹ rồi này kia, thì mình có thể mình tự mình nhảy bước được, chứ không cần. Mà khi mà cái gì thiền sư mà nói mình có tiến bộ gì, thì mình có thể mình đo lường dựa theo pháp học, mình đo lường để mình có thể mình nhảy nó xa hơn. Tại vì mình nhảy từng bước, mình giờ nhảy 2-3 bước cũng được, chứ không có gì hết á. Nó vẫn đi được như thường. Chứ còn bởi vì cái con đường đó, trong kinh điển Đức Phật dạy nhiều đó, con đường mà mình đi bộ rồi là đường 7 đoạn đó. Nhưng mà nếu mà mình đi đi tàu đó thì mình đi cũng được, nó không qua 7 đoạn giống như cái kia, nó có cái tên riêng, ạch thẳng đi cả na qua. Còn có nhiều cái, còn cái người mà ba la mật nhiều đó là Ngài chỉ một cái là thấy gì? Tới mức là giống như Ngài Xã Điều Phật Tả đó, Ngài nghe Ngài Sa Chí nói dê thăm ma hệ tụ bậc qua là Ngài thấy liền. Ngài thấy dê thăm ma đây là khổ đế liền, hệ tụ bậc qua tức là tập đế, là Ngài thấy liền. Mà khi Ngài thấy vậy đó là Ngài đi nhanh lắm. Còn mình nếu mà mình chưa thấy mình phải đi chậm lại, chứ nếu mà mình chưa thấy mình cứ tưởng đâu mình ngon như mấy ngày đó rồi mình cứ chạy tới không rồi mình chết thôi, thấy không? Chứ nó không phải dễ, nó dễ cái là mình, cái khó của mình là mình không đo lường được cái tiền nghiệp mình cỡ nào. Và cái khó thứ hai là mình không có
đủ may mắn để tìm được thấy cái gì thầy không biết được. Bởi chúng sanh mình có hai loại chúng sanh, chúng sanh thứ nhất là bút thá quay này giá, loại chúng sanh thứ hai bút thá xả quá cả, tức là cái giỏi thứ nhất đắc đầu quả nhờ Đức Phật pháp, và loại thứ hai đắc đầu quả nhờ vào các bậc tinh văn học trò của ngài. Ví dụ ngài Xả Bồ Tát đó là do thinh văn, thinh văn xả quá cả quy này giá, tức là do đắc do nghe pháp từ bậc thinh văn. Còn những cái ngài khác giống ngài Sa Chí hay là 1000 vị anh em của cái mấy cái ông thợ lửa đó là bút thá về này giá, tức nghe từ miệng Đức Phật. Còn mình chỉ có thể là khả năng nghe từ miệng của bậc thinh văn thôi. Nhưng mà rất tiếc là cái bậc thinh văn giờ mình ở cái xứ, những xứ như Việt Nam hay Mỹ thì chắc mình tìm cái bậc mà thánh thinh văn chắc là rất là khó. Cái nước theo truyền thống lâu đời giống như Tích Lan, Thái Lan hay Miến Điện mới ra còn, nhưng mà còn mình phải vô rừng tìm, mà mình vô rừng thì bị muỗi Anopheles nó cắn hay chết trước khi gặp mấy gì đó cũng như không. Thành ra cái nghiệp xấu mình nó nhiều hơn là nghiệp tốt. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của ai mình. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhục Bình, kính chào đạo tràng. Dạ có lẽ Nguyên Trang rất thích hả? Dạ vì mời Nguyên Trang tiếp tục nè. Dạ kính chào chị Bùi Hoàng Thái, kính chào cô ai mình và kính chào tất cả anh chị em đạo hữu mới vào đạo tràng. Dạ kính mời Quỳnh Kinh. Nam mô Bụt Thầy, kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý vị. Kính thưa sư tông, con có đọc một cái quyển sách mới đây của một người cư sĩ mới phát hành, thì hình như có một cái tuyên bố rằng là Đức Phật không có sử dụng bằng tiếng Bali, Đức Phật không có nói, không có giảng bằng tiếng Bali. Đó là cái vấn đề này thì không biết theo như sư thì như thế nào, và người ta cho rằng thời bây giờ là phải nên lọc lại cái Tỳ Khưu Ni, không nên để cái tình trạng như vậy, bởi vì lọc lại nó cũng rất là tốt chứ không có gì. Thì theo như sư thì vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào. Thứ nhất là tiếng Bali không phải là do Đức Phật thuyết, thì vấn đề này cục tỉnh sư giải thích ạ. Nam mô Bụt Thầy, kinh bạch chư tổ này, dạ thưa chưa quý vị, cái chuyện gì hiểu bây giờ hỏi không biết Đức Phật nói tiếng gì đó. Quý vị nào có dịp mà đi qua Ấn Độ đó, quý vị tới cái tiểu bang Bihar, tại đó, đó nó có cái cổ thành gọi là của cái quốc gia mà Magatha. Quý vị, tại đó, đó theo thống kê của người Ấn Độ bây giờ đó có khoảng 11, 12 triệu người vẫn nói được tiếng Magathi. Nhớ đó. Thì quý vị đưa cái bài kinh Tiểu Luân Biểu họ tụng cho nghe, thì họ tụng có cái giống không? Giống hay không? Không sự người tỷ giờ tụng không? Nhưng mà tại ngôn ngữ Magathi đó, ngôn ngữ mà Đức Phật dùng đó, người gọi là Mu Lá Pha Xã, tức là cái ngôn ngữ từ tạo thiên lập địa người ta truyền dài dài cho tới khi nào là cái trái đất này bị hủy diệt mà thôi. Đó, nhưng mà truyền có lúc thịnh hành, có lúc không có thịnh hành. Thì để cho cái ngôn ngữ nói đó mà nó được chính xác, thành ra các nhà chú giải họ mới ghi lại những cái chuyện mà cái ngôn ngữ đó nó truyền qua đời này khác, nó thay đổi đó. Thành ra mình mới gọi là Bali Vaiyakarana, tức là mình gọi điện phạm đó.
Thành ra khi mà họ làm xong những cái đó đó thì họ mới đặt cái tên của ngôn ngữ Magadhi mới là Pali, với cái sự định nghĩa là Buddha quá trà năng ba lê ti tị ba lý. Ngôn ngữ nào duy trì được lời dạy của Đức Bổn Sư, ngôn ngữ đó gọi là ba lý. Thành ra ngôn ngữ ba lý tức là ngôn ngữ Magadhi. Mà bây giờ gì nào không tin thì tới tiểu bang Bihar, cái thành phố mà của cái xứ Magadhi hồi xưa đó, đưa cái bài kinh đó ra cho họ tụng cho nghe. Bất cứ bài kinh Bali nào thì họ tụng sao, mình đưa bằng tiếng gì cũng được đó. Nó họ tụng cho nghe rồi có phải không đó, là cái người nào mà nói là không tin thì cứ đi qua đó thì có bằng chứng đàng hoàng không ấy vậy đó. Còn cái thứ hai đó, nên nhớ là chuyện mà thành lập Tỳ Khu Ni là do Đức Phật giao cho tăng chúng, anh nhớ chuyện đó, tăng chúng. Mà bây giờ tăng chúng nó không phải là họ tụ tập tất cả chư tăng nguyên thủy tới mà được. Thành ra cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Là khi nào mà Việt Nam hay là một nước, hai nước nào đó mà công nhận rồi đó mà chư tăng còn lại mà không có đồng ý đó, chư tăng của các nước khác mà không đồng ý đó, thì cái vị đó, vị mặc đồ Tỳ Khu Ni đó được gọi trộm tăng tướng, rất là nguy hiểm, chứ không phải giỡn. Nên nhớ đó, ở mà Tích Lan đó nó có bốn hệ phái khác nhau, bốn Nikaya giá khác nhau, chỉ có một Nikaya giá đưa ra cái cho Tỳ Khu Ni, nhưng mà tất cả các hệ khác là không đồng ý, đã là không thành rồi. Bởi vì cái quyền đó là quyền của chư tăng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nên nhớ đó, người nữ á mà muốn tu thành Tỳ Khu Ni là phải tu qua người nữ, là cái vị mà cho tu là gọi là Bồ Bách Tỳ Ni, chứ người ta không có gọi là Ubacchayi hoặc Ubacchayini đâu. Người ta gọi là Bồ Bách Tỳ Ni. Bồ Bách Tỳ Ni mới cho cô đó nương nhờ rồi dạy học rồi kia, rồi Tỳ Khu Ni mới xuống nhờ tụng. Chứ Tỳ Kheo không có tụng. Mà nhớ rằng là tại sao Tỳ Kheo không có tụng. Chúng ta xin lỗi nói cái điều này bởi vì nó có thể không phù hợp trong một Phật pháp. Bởi vì khi mà tụng vậy đó, tụng cho người nữ để thành Tỳ Khâu Ni đó, hỏi nhiều chuyện lắm. Ví dụ như ngày tháng hết lúc nào, thâu chồng lúc nào này kia, xong bao nhiêu chuyện đó, ông lại ông sư cũng đi hỏi người nữ vậy đó. Tỳ Khâu không có tụng mấy cái đó. Rồi khi mà tụng đã dẫn qua Tỳ Kheo, Tỳ Kheo mới xác nhận bằng tuyên ngôn mà thôi, chứ không có tụng vậy đó. Quý vị nào ở Mỹ biết ông tổng thống, ông đề nghị một người lên cái đó rồi ông mới đưa ra thượng viện ha. Thì cái chuyện mà cho cái người đó làm bộ trưởng này kia là do hành pháp đề nghị, nhưng mà thượng viện là cái cơ quan mà lập pháp đó, nó mới xác định là được hay không được mà thôi, chứ nó không có quyền lựa chọn. Thượng viện quyền chọn ở đây vậy, Tỳ Khu chỉ được quyền là xác nhận là được hay không được thôi, chứ không có quyền cho người nữ đi tu. Anh nhớ Tỳ Khu không được quyền cho người nữ đi tu đó. Bây giờ hai điều kiện đó ra làm không được là phục hồi như thế nào, thấy không? Mà nên nhớ mà phục hồi không được, nghĩa là chư tăng của cái hệ nguyên thủy hiện nay mà không đồng ý rồi đó, mà bất cứ nước nào mà cho người đó tu là người đó là làm việc ác, chứ không phải là làm gì đấy. Bởi sao tội trộm tăng tướng là nguy hiểm, kiếp sau nếu mà gặp Phật pháp chưa dắt tu được quý vị. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, chào đạo tràng. Dạ kính cảm ơn chú kinh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Phi Thảo. Nam mô Phật, Pháp Tăng, bạch ngài, hoan hỷ cho con được rõ về cái gọi là cứng mềm trong thiền với ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu chúng tôi không làm thì chữ cứng mềm nó chỉ cho cái vấn đề mà cá tánh của người đó có thể thay đổi, thì dĩ nhiên là đối tượng nó cũng có thể thay đổi. Trên nguyên tắc cá tánh của người đó chỉ có 5 hay 6 thôi, nhưng mà không có nghĩa là cá tánh người đó theo mình suốt đời.
Bữa nay mình có thể là cá tánh sân, nhưng ngày mai mình có thể cá tánh tầm chừng. Mà nếu mình vẫn chấp vào một cái đề mục từ đầu mộng thì sẽ không cho mình ở cái đó gọi là cứng. Mà mình cứ thay đổi hoài gọi là mềm. Trong pháp hành thiền hay cái cứng mềm nó dựa vào cái đối tượng mà cái gì đó hành. Là chúng tôi chỉ giải thích theo cái nhìn trong thiền thôi, chứ còn nếu mà hỏi khác ngoài đó thì chúng tôi cũng không biết. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. À, dạ con thấy đạo hữu Phi Thảo đã dạ ra. Dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ kính thưa sư, con có một cái thắc mắc. Một người mình mang một cái nghiệp gì mà mình phải, cũng như là con biết một cái chị bạn chỉ bị hồi đó lúc trước chỉ có công, cũng chỉ đi làm bình thường dạ ngày, nhưng mà sau này chị không có thể nào đi làm được, tại vì trong cơ thể của chị có nhiều người người ta nhập vô trong người của chị đó ngài, thì cái nghiệp gì mà mình bị như vậy ngài, và con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng giải cho con được rõ ha. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Giá kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị, nói một cách tổng quát của chị nhìn hiện tại của người nào đó, quý vị có thể đoán ra qua cái ngũ giới. Ngũ giới là mình kiếp trước mình sát sanh thì kiếp này như thế nào, kiếp trước mình nói dối ưu độ gì đó kiếp này như thế nào. Thì thường thường nói chúng sanh ở kiếp này nó có những cái chuyện mà nói vậy đó, nó có người âm theo đó, mà nó thường là phạm giới thứ tư, phạm giới thứ tư. Như là đại khái bây giờ, ví dụ mình ở cái xứ mà có nhiều ông sư làm giống như thầy pháp vậy đó, mình đi nói này nói nọ này kia xùm, ví dụ như hãy mở nhà thấy người nào nói ma nhập bất tụng, mình cũng đi chê bai này ông sư hay là cái vị thầy đó, hoặc là những trường hợp tương tự vậy đó. Thành ra cái giới thứ tư nó làm cho rất nhiều chuyện xảy ra trong cái kiếp hiện tại này. Thành ra vừa vào cái giới đó mình có thể mình định nghĩa một số chuyện, hay là mình thấy một số chuyện. Ngay cả bốn câu chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh, nó cũng dựa vào bốn cái giới này, mình nằm cái giới này số cái điều kiện về pháp hành. Ví dụ như sống lâu là do đâu, không có sát sanh tức là giới thứ nhất không ấy, quanh ná là do cái giới thứ tư, tức là có cái tướng mạo lại nói rồi em ấy đó, cái xe vui của mình là người đó đó. Hành phương pháp rẽ tâm từ, còn sức mạnh là người đó cũng do giới thứ nhất, là không có nghĩa là hành hạ thú vật đồ này kia trộm đi vô vậy. Thì mình dựa cái đó để mình biết cái kiếp này như nào, thì cái người đó cũng bị vậy đó. Thành ra bây giờ đó nên làm phước, làm phước ngoài cái chùa đó, phải biết cái chùa đàng hoàng, làm phước mình hướng quá tới những chúng sanh quan trái với mình, nên nhớ họ hướng cho chúng sanh quan trái, thì những người đó anh ta nếu mà nhận được cái phước báo thì anh ta từ từ nó bớt. Chứ còn nếu mình cứ vờ đi vậy là không bao giờ, bởi vì khi mình đã quan trái với người ta rồi á, mà người ta đang ở khổ cảnh mà muốn làm cho người ta bớt cái đó thì người ta cứ đeo theo mình hoài. Mình lựa cái chỗ nào đàng hoàng chút, sư sẻ tu hành đàng hoàng thì cái phước nó mới nhiều. Mình làm xong là mình hội phước báo cho tới những chúng tất cả sang quan trái chúng cho cá nhân tôi nhiều đời nhiều kiếp xin tỏ hưởng và được an vui, thì từ từ họ sẽ bớt. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con kính tri ân ngài, ngài đã chỉ dạy cho con ạ. Dạ thưa, dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Phi Thảo. Dạ Nam mô Phật. Cái này con thấy nó đối lập với nhau ạ. Sư Khánh Hỷ có chỉ là cứng mềm là cảm giác xúc chạm,
giữa thân, khi ta quan sát, ta thấy thân thể lúc mềm, lúc cứng. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ, để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi khi trả lời câu hỏi nãy, chúng tôi xác nhận chúng tôi nói phục vụ góc cạnh nào đó thôi, chứ mình không có biết hết cái chuyện mà cái lời nói liên quan tới cái đó. Nếu mà có sách vở thì mình còn trả lời cho nó tóm tắt hay là mình giới hạn được, còn cái này không có sách vở. Mà nếu mà có cái như vậy thì cứ hỏi vị sư đó ha, hỏi vị sư đó cho chắc ăn cái đó là như vậy là như thế nào. Chứ còn hỏi cái vị khác à, mỗi người có cái kinh nghiệm trong lúc hành thiền, cái lối quan sát người ta có thể có số kinh nghiệm mà cái vị thiền sư khác hay vị giảng sư khác không biết. Mà chúng tôi không phải là thiền sư nên là chúng tôi càng mô tịch. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con xin, dạ sau đây con kính mời quý cô chú cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, vì đối tượng của thiền tứ niệm xứ là thực tánh pháp, Paramattha, danh sắc, tam tướng, như vậy thì đâu thể nào thực hành thiền tứ niệm xứ trong lúc đang làm việc, sinh hoạt ngoài xã hội được. Có phải vậy không thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tất cả những cái gì liên quan tới thiền niệm rồi này kia, Đức Phật nói là khu nhà ngồi rừng quán, chứ ngài không có nói ra ngoài chợ. Còn là mình sinh hoạt ở ngoài đó, mình đối diện với các chế định pháp, thì mà mình ở đó mình lo mình đi hành danh sắc tam tướng. Tuần rồi thì hay tuần trước nữa chúng tôi có thí dụ đó. Quý vị nói quý vị là lái xe mà quý vị có được cái danh sắc tam tướng là quý vị vượt đèn đỏ rồi cảnh sát nó kêu lại rồi nó biểu đưa giấy rồi quý vị ngồi niệm nghe à cái gì sùm đó nó rồi quý vị làm sao? Phải không? Không lẽ vô tù ngồi hoài, ngồi rồi niệm vô tù, niệm vô tù hoài, vô tù à? Không được. Ở cái nơi mà không thể gom tâm vào những cái đối tượng thật sự của nó đó, không thể. Nếu có tập chỉ tập niệm thôi, niệm cái niệm lúc đó, niệm trong lúc lái xe, niệm trong lúc sinh hoạt ngoài xã hội, cái niệm đó chỉ nhận được đối tượng là chế định pháp mà thôi. Chứ không thể nào nhận được đối tượng là thực tính pháp cả. Vậy khi mình thấy đối tượng, mình biết cái đó là cái tâm mình nó nhận được đối tượng thực tính pháp đâu, mình không có biết cái gì xung quanh mình cả. Mà không biết mình ở ngoài đó, mình lái xe thì không chết vì bị đụng xe, thì cũng chết vì mình đụng người ta. Thành ra người nào nó hành thiền lúc làm dừng này làm dừng nọ đó, quý vị nên quay đầu bỏ chạy đi, chứ quý vị theo là quý vị chết. Nó mơ bụt thai á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con thấy đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã xa thú, con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng dạ con thấy bàn tay của cô ấy Minh, dạ kính đợi mic lại cho cô ạ. Dạ nó mùa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính đảnh lễ ngài xa thú, kính cảm ơn Nguyên Trang. Con hỏi một câu chuyện là có thật luôn. Cái đợt vừa dân y vừa rồi, năm vừa rồi mới đây ở chùa Viên Không thì nhóm chúng con đi thì chuẩn bị vật dụng để mà để bát cho 40 vị tỳ khưu thì tự nhiên cái ba cái đi năm sáu vị mà năm vị kia thì cái nói là thôi đi vô trong chánh điển mình nghe pháp hay là mình dự cái hành tăng sự, nói chung là đi kiếm chỗ ở trong chánh điện
Thì con nói là vậy thì đồ để bác thì sao đâu có mang vô được, chật quá, rồi để ở ngoài lỡ mất thì sao, không thấy gì tùm lum hết. Nhà Lý Thông là cũng nhiều á, cái xong mấy chị nói vậy cứ để đi, cứ để đi ai lấy rồi thì thôi. Thì quả thật, quả thật lúc đó thì con không gửi được, thì con nói thôi mấy chị cứ vô đi, em ngoài này em nghe được cái gì thì em nghe, không nghe được thì thôi. Rồi xong rồi con cái tình nguyện con giữ, mà con giữ được có mấy bao thôi, còn còn bao nhiêu thì cứ để mỗi người để một góc đó vậy đó. Cái lúc xong rồi á, bắt đầu đập bát á, thì là mất đi hết là của hai vị. Thì con mấy mấy chị đi tìm hoài không được, cho nên mấy chị cũng tặng nhau thôi, thì mất thì thôi. Thì ý ở đây, cái vấn đề ở đây là cái tác ý là nghiệp, nhưng mà hả, lúc mình đâu có dâng được tới tới tay, mình đâu có làm gì được đâu, thì trong khi làm sau khi làm không có. Vậy con hỏi, con kính hỏi ngài như vậy, thì cái tác ý chính là nghiệp ở đây như thế nào, con cũng không có hiểu. Nó có phải là chưa thành tựu hay không? Nó con kính ngài giải thích thêm mà. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tổ mình giả kính thưa chư quý vị, câu này như cái rõ người hỏi chúng tôi giải thích rồi, nhưng mà tại vì mình hiểu cái chữ đó mình hiểu chưa hết, thành ra mình cứ nói vậy, chứ cái chữ tác ý về nghiệp đó, nó nghĩa là chỉ có cái đoạn đầu thôi, nguyên cái đoạn đó là bây giờ chúng tôi nhớ là nó là cái gì, hình như là che tình hãng phích cầu về cầm măng quá tha mí rồi tới còn gì đó, nó có hai đoạn nữa, tức là phải là thành tựu qua thân khẩu ý, nó tác ý các công việc mà thành tựu qua thân khẩu ý, do đó Đức Phật mới tuyên bố tác ý chính là nghiệp, nghĩa là mình phải cái tác ý đó, mình có tác ý nó trong đầu mình rồi thì nó phải qua để nó thành cái hành động nó mới gọi là nghiệp, chứ còn nó chưa thành hành động mà cái đó thì trong Pali gọi là bột phá cầm má, tức là cái yếu tố tiền nghiệp chứ không phải là nghiệp hoàn hảo. Thành ra cái việc mà muốn cái nghề nghiệp hoàn hảo là nó phải có những cái chi đi theo. Thành ra cái tác ý của mình đó, thường tác ý theo Pali thì ba thời, nhưng mà theo chú giải thì bốn thời. Tác ý trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, mà sau khi làm một thời gian lâu. Mà cái tác ý sau khi làm một thời gian lâu đó theo chú giải nó quan trọng nhất. Bởi vì ta thấy trong ba thời quan trọng, mà cái thời thứ tư nó tự nhiên là nó phản tác dụng, là cái chuyện đó cái nghiệp nó cũng mất năng lực cho quả liền, chứ nó không phải là lúc nào nó cũng có năng lực cho quả được đó. Bởi vì cái tác ý bốn thời nó phải trong thạch giống nhau, người ta gọi là Ukkha Thả. Còn nếu nó không có, nó mà bị khuyết một trong ba thời đó thì nó không còn là Ukkha Thả nữa, mà nó cái hệ quả nó sẽ mất xuống, nghĩa là mất năng lực, chứ nó không có giống như là đấy nữa. Thành ra người ta nói là khi mình làm cái, khi mà mình làm một cái nghiệp mà tác ý ba thời, nghĩa là ba thời trong sạch, mà cái thời tư mà không trong sạch rồi đó, thì cái người đó làm trong lúc làm với tâm thiện hợp hợp trí đi nữa, nhưng mà khi cho quả vẫn sanh là người nhị nhân như thường, tức là quả không có là người không có trí, người nhị nhân, chứ không phải là dễ. Mình cứ tưởng là nó dễ chứ thực sự nó không có dễ giống như mình nghĩ. Thành ra trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, và sau khi làm thời gian lâu nó mới ấy. Bởi vì sao làm thời gian sau, nhiều khi mình không có đúng rồi đó, cái câu mà đó che đảng phía cơ quê cầm măng quá tham mi che tại giết to cầm măng cà rô thì ca về nó qua che giá mà nó xả nguyên cái câu đó mới gọi là nghiệp. Còn mình nói mình dùng cái câu đầu tiên không che đảng phía cơ quê cầm măng quá tham mi, cái đó là nó chưa hết cái chuyện để nói, bởi vì cái câu đầu đó nó có ba bốn chỗ đó, nói gì giới thì Đức Phật nói che tại đảng phía cơ quê xí lăng quá đà mi. Thành ra cái tại sao cái tác ý mà thứ tư á, sau thời làm thứ tư nó quan trọng, bởi vì thường là chúng ta quên, chúng ta không có thứ hai đó. Chúng ta khi mà chúng ta ví dụ như lậu cần tử mà nó phát sanh đi,
Tự nhiên tôi nhớ người nào đó nói bữa trước cái mình đi làm cái dân y đó đó, nhưng mà có chuyện vậy vậy vậy, tự nhiên cái thế thời tư mình không an vui liền. Thì tới sau khi xảy ra thời gian lâu vậy đó, nên cũng nó thiệt hại cái việc làm của mình như thường, chứ không phải là dễ đâu. Đó là tại sao mà các nhà chú giải khuyên chúng ta khi làm việc gì rồi đó, để cho cái tới thời tư nó mạnh là chúng ta nên niệm thí là vậy đó. Nên lúc nào nghĩ tới cái vụ dân y, lúc nào nghĩ tới là nghe mình niệm cái về cái pháp bố thí rồi cái lễ dân y đó, đó để cho cái tác ý sau cùng nó luôn luôn giữ được cái năng lực của nó, chứ còn nếu không mà nó không có giữ được cái năng lực của nó. Thành ra tại sao mình làm thiện, mình có tới chính cái tâm mà nó cho mình sinh làm người ở cõi dục à, chính tâm tái tục đó. Nhưng mà con người sinh ra nó không đồng điệu nhau, tại vì tới ba thời bốn thời nó không có thống nhất. Nó có người sinh làm người tam nhân, có sinh làm người nhị nhân, có sinh làm người lạc vô nhân. Nhưng mà người nhị nhân hay tam nhân là có người thì ăn sung mặc sướng, có người ngủ người khác gác, có người gác người khác ngủ, có người ngủ gầm đường, có người phải đi ăn xin ăn mai. Tại vì tác ý mà ba thời nó bốn thời đó nó không có đúng năng lực của nó, nó cho ra rất nhiều loại người, nhiều lần cái chính cái tâm rồi. Trong khi mà những cái xứ, những cái mà cái tác ý ba thời nó phải mạnh đó, thì nó sanh cái tâm mà cho quả nó sanh làm người nó rất hoàn hảo. Ví dụ phạm thiên tại vì nó cái tác ý sao mà mình không lãng quản là nó quải thiện liền, cho nó cũng còn nó cho mình lên nữa đó. Thành ra cái chuyện mà mình muốn nó có năng lực thì phải biết cách để sử dụng nó, chứ không phải mình muốn nói sao không được. Nó nguyên cái câu mà định nghĩa về nghiệp là cái này nè, là cái hành động mà cái tác ý đó đó nó phải làm, tác ý đó gọi là nghiệp được, nó phải qua hành động thân khẩu hoặc quả ý một cách hoàn hảo nè, thành ra nó mới gọi là nghiệp được. Chứ còn thường thường là che đắng với cái ơi cái mong quá tham ý, rồi mình nói là có tác ý là tạo nghiệp, đồng ý là nó cũng tạo nghiệp, nhưng mà thường cái nghiệp đó nó ít năng lực. Bây giờ nếu mà nó không thành khoảnh là đàng hoàng thì nó ít năng lực. Nam mô Phật thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con đã thấy cô ấy Minh sa thú sa thú. Con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Bây giờ là 6 giờ 17 phút, chỉ còn ít phút nữa thôi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. Kính thưa sư, khi mình cảm thấy thỏa mãn, mình đang có trạng thái rất hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng, an lạc, thoải mái, thì có phải đã bị mâu thuẫn với lời kinh dạy Sabbe Sankhara Dukkha Dukkha Ti? Và con kính dân tất cả các pháp hữu vi đều là khổ. Và con kính dân mít lại cho ngài ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, không có cái gì mà gọi là mâu thuẫn cả, bởi vì thập bì sẵn ra thúc khả tị, chỉ thúc khả này nó có ba chuyện nó nói. Thứ nhất là khổ khổ, thứ hai là hoại khổ, thứ ba là hạnh khổ. Khi mình vui vẻ như vậy đó, tại vì mình còn dung minh, mình không biết cái đó là hoại khổ, nhưng mà những sự vui vẻ hạnh phúc đó nó mất ngày nào đó thì cái khổ nó vẫn là khổ như thường. Dẫu rằng mình đang thọ hưởng dục lạc gì đó, nó vẫn là khổ thường, chứ không phải là nó ấy. Thành ra cái chữ khổ này nhiều mình phải hiểu cho nó đúng, chứ nhiều khi mình không có ấy. Bởi vì cái chữ sập đề sẵn ra đúc khả mà thấy khổ như vậy đó là phải là tới đạo quả kìa. Chứ còn nếu mà chưa tới đó thì mình thấy nhiều cái trường hợp nó khác nhau. Bởi vì tại sao? Đầu tiên đó mình nói mình thấy khổ là không phải đâu, mình thấy khổ khổ thôi, bởi thật khổ mình thấy. Sau đó rồi mình mới thấy chứ hành khổ, tức là những cái thọ lạc thôi vì hành khổ. Tới cái tệ thứ ba, thứ tư trở lên đó, mình thấy trạng thái của cái sự sinh diệt đó là trạng thái của, nghĩa là trạng thái của sự khổ, chứ mình chưa thấy khổ đâu.
Bởi vì mình thấy khổ là mình không có vui vẻ được, không có trở lại được. Đó. Nên thấy khổ là cái tệ cao lắm, nó thấy rồi nó mới 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 bắt đầu nó chán nản được. Chứ còn mình mà mới thấy trạng thái khổ nhiều khi nó vẫn còn nghĩa là chưa có đủ năng lực để cho mình thấy thật sự cái đó nó là khổ. Mà khi chưa thực sự trạng thái khổ ra đi không hết đoạn đường là vậy đó. Còn cái gần cha mà thấy khổ rồi đó là nó đi hết đoạn đường được, còn mình mới thấy trạng thái của sự khổ thôi, tức là đúc khả lắc khả nạ thôi chứ chưa phải thấy khổ đâu. Nên khi mà thấy khổ là khác rồi, người nào thấy khổ là bảo đảm là cười với Diêm Vương được rồi, chứ còn mình chưa đâu. Không có gì mà mâu thuẫn đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy đạo hữu định tại song tu đã xa thú rồi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Chỉ còn có khoảng 7-8 phút nữa thôi ạ. Dạ không ai đặt câu hỏi hết. Ồ cô Nhật Quỳnh ha. Con định. Dạ rồi con kính mời cô. Dạ con xin xuống mắt ta. Đưa tay rồi nghe Nguyên Trang nói nè. Nguyên Trang định hỏi. Bây giờ Nhật Quỳnh mời lại Nguyên Trang nha. Hỏi đi, dạ hỏi đi rồi à. Còn chặt còn giờ chót thì nếu còn dư giờ Nhật Quỳnh sẽ hỏi không sao hết. Mời Nguyên Trang nha. À, dạ cảm ơn cô. Dạ à, dạ kính thưa ngài, con hồi nãy câu hỏi của con đó, con xin hỏi tiếp ạ. À, thì cái người mà con nói là họ bị cái nhiều người nhập vô cái chỉ đó vậy đó ngài. Thì có một lần á, khi mà con đi lên chùa thì chị cũng đi lên chùa, rồi chị gặp con thì chị nắm tay con lại, bình thường là chị rất là hiền, chị hiền lắm, thì chị nắm tay con lại, chị kể cho con nghe cái câu chuyện mà chị đi qua bên Texas gặp ngài Tịnh Đức đó ngài. Thì khi mà chị kéo con lại, chị kể cho con nghe đó, thì con nhìn vô cái mắt chị á, nó dữ mà nó sợ lắm, giống như là chị giận vậy đó. Là chị đi, chị kể con qua là gặp ngài Tịnh Đức rồi. À, ngài bắt làm cái này làm cái kia. Thì lúc đó con chỉ là dạ dạ dạ, mà con không có dám nhìn vô cái ánh mắt của chị, tại vì giống như là mình có cảm nhận là cái đó không phải là chị vậy đó. Thì ý ở đây con nói là, mà ngay trong chùa nữa ngài, thì con nghĩ là người ta có thể đi theo mình bất cứ chỗ nào hay ngài. Và con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy. Thì tại con nghĩ là trong chùa thì nó mình an tịnh hơn, thì con nghĩ là không có, nhưng mà khi mà con nhìn thấy như vậy đó thì con rất là thắc mắc, nên con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, những chúng sanh phát mạng nó đi đâu cũng được chứ. Nhiều những cái chùa nào mà có bậc thánh hay là có chư thiên mà hộ pháp mà đúng mức này thì nó không dám lãng giảng gần thôi chứ đâu cũng được chứ. Còn cái người mà nó gá vô để nó nương vào trong đó, mình không biết nó là ai, A-tu-la, ngạ quỷ hay chư thiên đọa xứ không chừng. Có những loại chư thiên ở trời xứ này thì chư thiên đọa xứ đa số chư thiên tà kiến, nó cũng đi phá mình được như thường. Anh nhớ chư thiên nó phá thì không phá. Ngày xưa các vị mà là đầu của cái chế định mà Đức Phật dạy đó, cái bài kinh Kalani đó, là chư thiên là phá chứ đâu có ai phá đâu. Thấy mấy ông này có giới tới ngồi trên đó không được, nó phải mỗi lần chư thiên ngồi thiền nó phải leo xuống ngồi. Nó bực quá nó mới kiếm chuyện để cho ông về đi chứ đâu ấy đâu. Thành ra mình rất tiếc mình không biết cái hạng đó nó là cái hạng nào. Thành ra chùa chiền ở chuyện bình thường thôi, không quan trọng chùa bây giờ mà chùa ở đây nữa. Chùa ở cái xứ của người ta nó là nó trang nghiêm, nó có tụng những cái giới sĩ ma, nó có những cái bậc mà thứ thiệt ở. Còn mình cái chùa bên Mỹ này giống như cái miễu hay cái đình thôi chứ coi đâu. Cải gia vi tự mà giàu có xây lớn thì nó cũng thuộc loại cải gia vi tự thôi chứ đâu có làm đúng mức đâu ha. Cái chùa bên đó là mấy chùa đó họ đều làm, họ kết giới sĩ ma rồi họ tụng bao nhiêu chuyện chứ không ấy đâu. Có chư thiên chính kiến đỡ nữa, thì
những cái thứ mà tào lao đó nó không dám lại gần thôi, chứ còn chùa Việt Nam ở đây mà nó thật sự ra nghe là ở Mỹ nó trắng ra không có chùa nào mà làm đúng với cái chùa đó. Đi làm quản đồ chùa cũng bị như thường chứ có ai đâu không bị. Thế nhiều cái thứ Atula hay là thứ chư thiên, chư thiên mà càng thất bà nó cũng dám giật mình lắm chứ đâu phải giận đâu. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, sa thú, con thấy Nguyên Trang đã sa thú tri ân ngài rồi. Nam mô Bích Thai giá. Còn thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhục Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, nhân câu hỏi của Nguyên Trang, ngài nói về kiết giới Sima, thì con có nghe trong đạo tràng này một lần có người người ta phản ảnh về cái kiết giới Sima đó bạch ngài. Dạ, người ta nói kiết giới Sima thì có cái gì quan trọng đâu, và không có gì quan trọng hết. Và có phải kiết giới Sima này của Đức Thế Tôn truyền lại hay không, chỉ dạy lại hay không, mà làm ra vẻ quan trọng như vậy? Thì con, cái câu hỏi của con là bạch ngài, cái kiết giới Sima này phải Đức Phật đã ban truyền, và cái lợi ích như thế nào trong kiết giới Sima bạch ngài? Dạ, con kính nhân minh đến ngài. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá. Kính bạch chư tôn mẹ giả, kính thưa chư quý vị, kết giới Sima là của Đức Phật ban truyền đàng hoàng. Đây chứ tăng làm tăng sự, từ tăng sự nhỏ tăng sự lớn. Ví dụ tăng sự nhỏ nhất là cho tu đó. Nếu cho tu mà chùa nào không có kết giới Sima, cho tu không được, cho tu tỳ kheo không được. Hoặc là những cái buổi mà tụng để tụng ba tỳ mốc, hoặc như là hoặc tụng tên ngôn dân y này kia là cần kết giới Sima hết đấy, chứ là không có sao không được, quan trọng sao không quan trọng. Bởi vì thí dụ như cái kết giới Sima là cái giới hạn để chư tăng khi làm tăng sự mà không có bị người khác quấy rầy được. Ví dụ như cái chùa đó giờ kết giới Sima cái vùng đó đó, có làm cái giới Sima thì ông sư đi ngoài đường không sao. Nhưng mà nếu không có kết giới Sima mà mình làm tạm Sima đó, mình tụng tuyên ngôn ông sư đi ngoài đường là hư cái tăng sự đó liền, chứ sao không có. Thành ra cái gì nó cũng muốn biết chắc chắn thì nên lật lục ra mà coi, chứ còn nếu mà nói kiểu đó thì ai nói cho được. Đức Phật dạy chư tăng khi nghe cái điều gì đó không được tin, không dừa bỏ, muốn tin được thì phải y vào luật và y vào pháp. Nếu đúng lời Đức Phật dạy thì nên tin, mà không đúng thì không nên tin. Mà bây giờ mình nói cái đó không phải của Phật thì sẽ trong đặng luật nó có cái gì lật là xỉ mát hạnh tất cả thôi coi. Bao nhiêu chuyện phải làm để thành kết giới xỉ ma. Mà ở mấy cái nước như Thái Lan, Ấn Điện này kia, cái chỗ mà kết giới xỉ ma rồi đó là chính phủ muốn làm gì cũng chịu chết rồi. Mấy gì nào từng đi Thái Lan đó, xuống cái chùa gọi Wat Pho mà ở ấy đó, hồi xưa cái chùa đó rộng lắm, sau này cắt làm hai để tại xe tới đó nó kẹt, nó cắt nó làm con đường. Và mấy chùa sau này có một số cái chùa ở trong Bangkok á, nó mua thì họ mua 5 mẫu đất để xây chùa thì nó là cái giới Sima cả 5 mẫu luôn. Mà khi làm cái giới Sima 5 mẫu này bây giờ chính phủ cần cũng không làm được gì đó, không có quyền, không có quyền mà xâm lấn. Nếu mà nó không quan trọng là sao phải được ha? Nó quan trọng cho tăng sự của chư tăng, chư tăng làm gì phải cần rồi đó. Nam mô Bích Thai giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tất cả Phật báo Phật sanh và sự pháp tọa ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng này có cơ hội để chấm dứt được các pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thai giá, nam mô Thâm Mạ giá, nam mô Sáng Khai giá, nam mô Rất Tân Át Tây Giá Sa. Từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng chúng con, để chúng con sửa dần tri kiến đến gần với Đức Thế Tôn, để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ
tri ân Ngài, và chúng con cũng kính nhân quả phước mà hôm nay chúng con đã tạo được đánh giới với Ngài, nhất là Ngài Liễu Tâm. Cầu mong phước này trợ duyên với Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam Mô Bích Tha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng để sám hối sau khi thảo luận Phật pháp, con cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Và cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quật ta mang ghê na quảnh đê hăng ba đà phẳng sung và ruột ta mang buộc thể dơ khá đi tổ đô sơ buộc thơ khả mà tụ tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy mà con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh cha được ghi thẳng qua răng thẩm mê vô khá ly tô đổ sâu thẩm mô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được ghi thốt tam ăn sẵn khê vô khá đi tô đổ sâu sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Nam Mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Xa thủ đành thai con kính dân mít đến Ngài. Ya ni thapu ta ni sambhagata ni kumma ni vaya ni vantale khe tathagatang deva mano sapo jitang bhutang namasa. Mà sư quan thế ô tu phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ Đức Phật thì hiện độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại đánh lễ và cúng dường. Mong với hạnh lành này mỗi loài được hạnh phúc. Ya ni thất phụ ta ni sama gata ni phụm ma ni wa ya ni wa an ta li khe tất tha gata đề wa manu sa phụ chi tăng tham mang nam ma sa. Mà sư quan thế ô tu phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ chánh pháp đạo chuyển mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ya ni thất phù ta ni samma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe tất tha ga tăng đề wa manu sa phù chi tăng sân khăn nam ma sa. Mà sư quan thế ô tu phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Siddhiya chanagatha siddhamantu 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 idam phalam etasmin ratanat yasmin sambasayana che ta so. Tôi xin cho quả của tâm chính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu, sa thu lành thai. Ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta so.